Ngồi đây nha. Cô chủ quán xinh đẹp. Lâu lắm rồi á, ngồi đây nha, mới ghé qua tủ quán của em đó nha. Thật ra thì mấy nay cũng bận rộn lắm, qua mới đánh hàng ở xứ Quảng về, cho nên bây giờ ráng cố gắng sắp xếp thời gian tranh thủ qua gặp em nè. Vậy thì hôm nay á, Bùi Thanh của em á phải uống cho thiệt say để bù lại những ngày cực khổ xuôi nam, chịu không nè? Hẳn nhiên rồi, ta đến đây á là vì cô em xinh đẹp, cho nên ngày hôm nay ta phải say vì cái đẹp đó mới được. Ô, Phạm Gia. Đi chung với ai đó? Một mình, cho gia nhân ngồi ăn bên kia rồi. Một mình hả? Nếu mà đi một mình á thì tôi mạn phép mời Phạm Gia đây ngồi đây uống chung rượu với tôi, uống có một mình nè. Mời. Có mỹ nhân kế bên còn buồn cái gì nữa. Nè mỹ nhân, em vào trong cho ta vài món nhắm ngon nhất của quán này để ta có thể tiếp đãi ông anh đại gia của tôi. Dạ, hai đại gia cứ tự nhiên. Mà nè, đại gia buôn trầm hương nổi tiếng nhất xứ Nghệ đó. Dạ, em xin chào đại gia. Cũng gần nửa năm rồi tôi mới được ngồi chung với Bùi đại gia, nhà buôn gấm vóc lớn nhất xứ Thanh Nghệ. Vừa rồi á, tôi mới vừa làm một chuyến vô xứ Quảng. Tôi hỏi thiệt Phạm huynh nha, gia đình lúc này như thế nào rồi? Cảm ơn Bùi huynh, bà Ngọc Trâm và cháu nhà tôi vẫn khỏe. Còn gia đình của anh thì sao? Còn bà nhà tôi hả? Trời ơi, vẫn bệnh hà rầm như ngày trước. Mà quan trọng nữa nè, cái dạo này hay ghen, mà ghen như là hoàng thư vậy đó huynh. Anh bay bướm như vậy, chị Ngà không ghen mới là lạ. Đàn ông mà, mình đi buôn bán cực khổ để kiếm tiền, rài đây mai đó, thì dại gì trong những lúc khổ cực đó mà có bông hoa này nọ mình không chịu ngửi hả huynh? Quỳnh thấy không, con gái nhà ai mà đẹp như tiên giáng trần vậy đó. Nếu như Bùi Khanh này có thể đặt cược hết tất cả tài sản để có một người vợ như vậy thì Bùi Khanh cũng cam lòng nữa đó huynh. Bùi huynh thật là khéo ăn khéo nói, lựa lời làm vừa lòng nữ giới. Trời cho Bùi Khanh này dung mạo cũng không đến nỗi nào, lại được thêm cái tài ăn nói nữa. Nghĩ sao mà mình không sử dụng nó? Không sử dụng nó là phí của trời, huynh ơi. Huynh nè, huynh nhìn đằng sau cô chủ quán đi. Cái chủ quán này nè, nhìn xinh đẹp nõn nà vậy. Thực ra Bùi Khanh này ngán tới tận cổ. Tại sao? Nhìn mặt qua da phấn như vậy, nhưng thực ra ở trong đó hả, toàn là sẹo trái rạ không. Sao anh biết? Bùi Khanh này không có nói gì sai cả, phải nhìn được tận mắt thì Bùi Khanh này mới dám nói. À Hầu đâu, cho thêm một bình rượu thượng hạng. Mà nè, mình rượu vào ra tiếng lại á, nói thì chúng ta cũng không có tin nha, nhưng mà tin hay không á là tùy Phạm Gia thôi. Trong vòng 3 ngày nữa thì cô hậu xinh đẹp sẽ nằm trong tay của Phạm Gia này. Đi đâu mà vội vàng vậy? Lại đây. Hãy xòe bàn tay xinh đẹp ra cho ta thưởng ngoạn. Với bàn tay xinh đẹp này á thì chỉ có thể rót rượu và đếm tiền, tại sao lại có thể rửa chén rửa nồi được? Thôi, em lui đi. Dạ, cảm ơn đại gia. Bùi huynh thật là đáo để bái phục. Tôi nói cho Phạm huynh nghe, trên đời này á không có người phụ nữ nào á mà Bùi Khanh này không chinh phục được. Và nên nhớ, dù chưa chồng hay có chồng thì đều sẽ chết với Bùi Khanh. Đời này làm gì có người đàn bà nào chung trinh với chồng hả huynh? Người khác á thì tôi không biết, chứ riêng bà Ngọc Trâm nhà tôi á, Bùi huynh nói vậy là hoàn toàn sai. Sai. Nếu mà huynh nói như vậy á thì huynh có dám thách đố với tôi không?
Thách đố gì? Ông đi giao chuyến hàng này trong tầm khoảng một tháng đúng không? Cũng trên dưới một tháng. Tôi chưa biết á bà nhà Ngọc Trâm của ông. Nhưng nếu như ông dám thách đố thì tôi dám cam đoan với ông rằng trong một tháng ông đi hàng về thì vợ của ông không còn chung trinh tiết tháo nữa. Huynh sai rồi. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Huynh nói ta sai hả? À. Vậy thì bây giờ huynh có dám thách đố với ta không? Còn chần chờ do dự vậy là đâu có tin. Mà chưa tin là tất nhiên là có bao giờ mình tin vợ mình đâu. Nếu như tôi thách đố với bụi huynh thì làm sao để phân biệt được thắng bại? Tôi sẽ đưa cho mình chứng cớ là vợ của anh gian díu với tôi. Và lúc đó ông phải đưa cho tôi 30 nén vàng. Ngược lại, nếu như mà Bùi Khanh này làm không được thì Bùi Khanh này sẽ đưa lại cho huynh 30 nén vàng luôn. Huynh ơi, nhìn cái kiểu của huynh đó là biết chắc chắn một điều. Huynh sợ đúng không? Huynh còn không tin vợ huynh nữa mà. Được, tôi sẽ thách đấu với ông anh bắt cá 50 nén vàng. Quân tử nhất ngôn, chủ quán lấy hai tờ giấy ra. Dạ thưa bà. Dạ thưa bà. Dạ con bán giải hội Bùi. Dạ xin muốn vào gặp bà. Chú đã nói với ông ấy tôi không mua giải đâu. Dạ người buôn giải nói là giải con họ Phạm nhà mình mua. Dạ nhờ mang đến ạ. Vậy chú ra mời ông ấy vào đây đi. Dạ. Thưa ông, chẳng hay là ông từ đâu đến? Nghe gia dân nói là chồng tôi có tin về phải không? Tôi là Bùi Khanh, nhà buôn giải ở tỉnh Gia. Mấy hôm trước gặp ông Phạm trên đường đi phương Bắc buôn hàng. Ông Phạm cũng biết tôi là sẽ đến cái vùng này, cho nên ông có mua mấy sắp giải rồi tiện thể bảo tôi ghé để đưa cho bà. Ông nhà tôi chừng đâu một tháng là về, sao ông ấy lại phải nhọc công ông thi vậy? Tôi nghe nói ông Phạm chuyến này đi hàng cũng phải mất là ít nhất 3-4 tháng mới về. Mà bà đừng có băn khoăn làm gì, tôi cũng phải giao một số gấm vóc lụa là cho ông đi bà. Ông đợi tôi một chút, tôi lấy nước mời ông. Có được người vợ sắc nước hương trời như vậy mà lại còn ráng đèo bồng mấy cô ca nhi, thiệt là đáng tiếc. Giải của bà đây, bà cứ xem cho kỹ. Mà cũng tiếc thiệt, ông Phạm là người giàu có nhưng lại mua cho vợ mình toàn là những loại giải thô, thì làm sao mà có thể xứng đáng được cái nét nghiêng nước nghiêng thành của bà. Thưa ông, chồng tôi đi buôn cực nhọc, ông ấy còn lo cho tôi là quý lắm rồi. Giả lại tôi cũng quen giản dị, không có cần gấm vóc lụa là đâu. Đành là vậy, nhưng thiếu đi gấm vóc lụa là thì người phụ nữ sẽ đánh mất đi vẻ quyền quý và cao sang. À, tôi thì còn mấy khúc giải quý ở trong tay nải nè, bà cứ xem đi. Nếu như mà ưng ý á thì tôi để giá rẻ cho. Bà xem đi.
Ơi, mua cho Ca Nhi á thì mua toàn loại đắt tiền, còn mua cho vợ thì toàn là loại rẻ. Ông Phạm sang nhà mình thiệt là... Ông nói ông Phạm nhà tôi việc gì? À, tôi đâu có nói gì đâu. Thực ra đây là chuyện đàn ông mà. Thì ông Phạm nhà có mua một số gấm dốc lụa là loại thượng hạng cho những cái cô trên tỉnh gia. À, thôi, tôi không có nói gì hết nha. Cái miệng tôi nói sai quá. Thôi, bà đừng có bận tâm nghe. Bà cứ chọn tùy thích. Bà thích mảnh nào á thì tôi tặng cho bà mảnh đó. Còn nếu như bà thích hết mọi thứ thì tôi cũng sẽ tặng tất cả cho bà. Phạm Sang phản bội vợ theo Ca Nhi. Ngọc Trâm đừng buồn. Bùi Khanh này sẽ lo cho nàng. Xin chủ dọn tất cả gấm dốc lụa là này về cho. Tôi là gái là có chồng, mong anh giữ gìn ý tứ. Gia nhân đâu? Tiễn khách. Cái con đàn bà cứng đầu cứng cổ này suốt ngày nó cứ ru ru ở trong nhà, coi bộ mình dùng lụa là gấm dốc, lời nói ngon ngọt dụ dỗ là không được, phải mau chóng tìm cách khác thôi, nếu không thì mình sẽ thua trắng 50 nén vàng thì sao. Tưởng đâu á là 3 tháng nữa mình mới về. Có người nói với em á, xong việc mình sẽ ở lại tỉnh gia một thời gian. Xong việc thì về, chứ lại tỉnh gia làm cái gì? Ủa, ai nói với mình là 3 tháng tôi mới về? Chào Phạm gia. Chào Bùi đại gia. Bữa nay rảnh rỗi ngồi uống trà ta. Ông đến đây để chung thua cuộc 50 nén vàng đúng không? Cá thì cá như vậy thôi, chứ chỉ cần ông chung 20 nén vàng cũng là quân tử rồi. Đã chấp nhận thách đố, người nào thua thì phải chung đủ. Đó mới là danh dự của người quân tử. Đâu, bản giao ước đâu? Lấy ra đây. Được. Đây. Rồi, bản giao ước nằm đây. Vậy làm phiền ông Phạm mời bà nhà ra để mình biết ai là người thắng và người thua. Mình ơi. Chào bà Ngọc Trâm. Bà còn nhớ tôi không? Ông là nhà buôn giải Bùi Khanh ở tỉnh gia. Vậy thì bây giờ ông Sang á phải chung tôi 50 nén vàng, vì ông là người thua cuộc. Ông có chứng cứ gì mà nói rằng tôi thua cuộc? Ông nghe cho rõ nè. Dưới rốn của Ngọc Trâm hai ngón tay có một nút ruồi màu đỏ bằng đầu đũa. Đồ đàn bà tắc nết. Chồng đi chưa đầy một tháng mà lan chạy với người đàn ông khác. Đi ra khỏi nhà tao ngay lập tức. Mình à, em không có làm cái gì hết. Em không có lan chạy với ai hết. Tại sao mình lại gán cho em cái tội tài đình như vậy hả? Em đi. Mình ơi, cô câm miệng lại. Cô không ăn nằm với nó mà nó biết dưới rốn cô có nút ruồi son hả? Đi.
Anh khỏe không? Ngọc Trâm nè, tôi không quen biết với loại đàn bà lăng loàn dâm đảng. Chồng vừa bước ra khỏi nhà lại đi lan chạ với người đàn ông khác. Lúc mà ông Sang cưới nó về á, con gái trong làng mình á, ai cũng ước mơ được như nó hết trơn. Ông Sang ha, ông vừa đẹp trai, hiền hậu, biết làm ăn nữa. Không hiểu sao lấy nó thiệt tội nghiệp. Mà nghe nói ổng lấy nó về á, ổng cưng nó như trứng mỏng gì đó. Rồi hai vợ chồng có nhau đứa con trai, hiền lành, tuấn tú hết sức gì đó. Ồ vậy hả? Ừ. Chồng con như vậy á, mà không biết còn đòi hỏi gì nữa. Ông Sang á, ông đuổi nó ra khỏi nhà là may cho nó lắm rồi đó bà. Gặp người đàn ông khác ha, người ta đánh cho thân tàn ma dại, lết xác về còn không nổi á, nói gì đi lang thang trên đường, trên xóm này, cho nó dơ làng, dơ xóm mình. Đúng rồi. Cô ơi, mua bánh tét cô ơi. Bán cho cô một cái bánh tét đi. Không có bán. Cái này có người mua rồi, không có bán đâu. Hửi hơi tơ lụa no rồi, ăn bánh tét làm gì? Cái thứ đàn bà chắc nết, sao không chết phức cho nó rồi đi? Sống chi cho nó chặt đất vậy? Hay là mình chết cho rồi, sống nhục nhã quá, đi đâu cũng bị mọi người khinh rẻ, phỉ nhổ như thế này thì làm sao mà sống được đây? Bây giờ lấy quần áo làm dây treo cổ là hết mọi chuyện. Cháu Ngọc Trâm phải không? Không thưa cô, cháu không nhận ra bác, nhưng mà bác mới vừa nhìn cháu là bác nhận nha ra ngay. Dạo đó đó, con Thủy nó đẻ non, nếu mà không có cháu giúp đỡ, chu cấp về tiền bạc, thì chắc giờ hai mẹ con nó mồ đã xanh cỏ rồi đó. Dạ, hai mẹ con của Thủy có khỏe không bác? Thằng nhỏ nó mập cùi cùi hà, vợ chồng con Thủy làm ăn cũng đủ sống. Dạ. Ngồi xuống đây, bà nói cái này cho nghe. Cả làng, cả huyện, ai cũng chê trách, chửi bới con đủ điều hết. Nhưng bác không có tin, vì bác nghĩ người như con thì không thể một ngày một bữa mà thay lòng đổi dạ như vậy được. Con chỉ muốn quy sinh chết đi cho rồi. Con bị hàm oan mà không có cách nào giải được. Bậy nè, con mà chết rồi thì ai giải oan cho con đây? Không giải quan được á thì cái nỗi nhục này đâu phải chỉ là chuyện của riêng con, rồi sau này con của con lớn lên nó sẽ tủi thân về chuyện của mẹ nó. Thôi bây giờ về nhà bà ở đi con, rồi từ từ mình tính tiếp ha. Cây ngay thì không có sợ chết đứng. Dạ. Ơ, cuộn giấy gì rớt vậy con? Dạ, đây là cục giấy hách đố An Nghiệp, đã hại gia đình con tan nát. Thôi bây giờ cất đi con, cẩn thận đó, để không thôi nó rớt nữa đó. Đi con. Bẩm quan. Có việc gì? Dạ, có một người đàn bà túm áo một người đàn ông dẫn vào huyện đường, xin được gặp đại quan. Người có biết lý do vì sao đòi gặp ta không? Bà ấy nói ông kia quỵt nợ 20 nén vàng, còn thấy ông ta láo liền định bỏ chạy nên giữ ông lại thưa quan. Cho vào. Dạ.
đầu đuôi như thế nào? Thuật lại cho ta nghe. Bẩm đại quan, người đàn ông này đã mượn con 20 nén vàng và định giật nợ. Con gặp hắn ngay trước cửa huyện đường nên lôi hắn vào đây cho quan xét xử. Bẩm đại quan, cái con mụ đàn bà này nè, nó đang vu oan cho con. Con chưa hề quen biết bà ta, chứ đừng nói đến cái chuyện con mượn vàng. Nhà con giàu nhất cái vùng này, nghĩ làm sao mà con lại mượn bà ta 20 nén vàng cho được. Ngươi tên gì? Dạ, con là Bùi Khanh. Ngươi tên gì? Lặp lại cho tôi nghe coi. Dạ, con là Bùi Khanh, ông chủ tiệm tơ lụa lớn nhất cái vùng này. À, chỉ ra là tên Bùi Khanh đây. Thằng này là thằng Sở Khanh mà đã bao lần dân chúng thưa kiện về việc nó dụ dỗ đàn bà con gái, nhưng không thể gọi nó lên công đường hỏi tội nó được, bởi vì thiếu chứng cứ. Nay bị đàn bà lôi cổ vô đây thì đúng là tới số rồi đó. Nếu như mà quan không có tin á thì cứ hỏi bà lớn nhà. Bà lớn với tiểu thư á là khách hàng thường xuyên lui tới mua tơ lụa của con. Ngươi nói làm sao? Vợ và con của ta thường hay đến nhà của nhà ngươi à? Dạ, rất nhiều lần. Thôi được rồi, chuyện đó ta sẽ xét sau. Bây giờ ta xử việc này trước. Ngươi và người đàn bà này quen biết như thế nào? Bẩm quan lớn, con nói một lần nữa nha, con thề là con không có quen biết cái mụ này. Bà kia, Bùi Khanh nói là không quen biết với bà, sao dám vu oan cho người ta là mượn nợ của bà? Thưa đại quan, con bị vu oan, kính xin đại quan xem tờ giấy này. Ngươi một mực nói là không quen biết người đàn bà rồi phải không? Vậy thì tại sao ngươi dám lớn tiếng cho là đã ăn nằm với người ta? Đây là Ngọc Trâm, vợ của Phạm Sang, ngươi không nhận ra sao? Dạ. Không, có biết cái vụ cái nốt ruồi son. Nhà ngươi thật là to gan, dám ăn nói hai lời trước quan của triều đình à? Dạ bẩm quan, bẩm quan. Chuyện gì? Có một người đàn ông và một người đàn bà muốn vào đây xin gặp quan. Ta đang xử kiện, chờ nó đi. Đó là chồng con và bà Mũi Xuyến. Con bị tên Bùi Khanh này vu oan nên bị chồng đuổi ra khỏi nhà mấy tháng nay. Con suy nghĩ mãi mới hiểu được nguyên nhân vì sao con bị vu oan, nên con mới đi tìm Bùi Khanh. Khi thấy hắn thường đi ngang cửa huyện đường, con nhờ người về gọi chồng con và tìm cách kéo bà Mũi Xuyến tới đây. Con nhờ đại quan xử oan cho con. Kéo bà Mũi Xuyến đến đây để dễ oan cho nhà ngươi à? Như vậy là sao? Bẩm đại quan, nốt ruồi son dưới rốn con mới lộ ra khi con mới 16 tuổi, chắc chắn chỉ có chồng con và bà Mũi Xuyến biết thôi. Do vậy con nghĩ là bà Mũi Xuyến có liên quan tới vụ này. À, thì ra là như vậy. Rất là hữu lý. Lính, cho họ vào. Dạ. Mũi Xuyến. Dạ. Chuyện như thế nào? Dạ, bẩm quan, con không có cốt ý hại gia can của Phạm Sang, cũng tại cái ông Bùi Khanh này nè. Mời Bùi đại gia dùng thêm chén trà nữa. Chuyện là như vậy, bọn đàn ông chúng tôi có thách đố với nhau, nhìn tướng, đón mục ruồi và đón vết bớt của những người phụ nữ. Mà từ hồi đó đến giờ á, các cô nào á mà tôi nhắm á, tôi đoán đều được hết. Chỉ có mỗi Ngọc Trâm, tôi nhìn bà ta từ dáng dấp đến mọi thứ không thể nào tôi đoán được. Thiệt là khó cho tôi quá. Tôi làm bà mụ đã hơn một chục năm rồi, tôi đỡ đẻ không biết bao nhiêu là người. Với các sản phụ á, tôi quan sát rất là kỹ. Tại vì những dấu vết ngoài da của họ có thể giúp tôi biết là họ sanh khó hay là sanh dễ. Bà Ngọc Trâm, vợ của Phạm Sang, có một đặc điểm hiếm có người nào có được. Nhưng đó
là việc riêng tư của bà ấy. Tôi không có quyền nói với bất cứ người nào. Vậy với hai nén vàng này, tôi biết được điều bí mật chăng? Bốn nén vàng này, tôi có thể biết được bí mật của thiên hạ. Nhưng mà ông phải hứa với tôi là ông không được lấy cái chuyện này ra để làm việc bậy bạ mà ảnh hưởng tới danh dự của bà Ngọc Trâm. Nè, tôi hứa với bà, bằng danh dự của một nhà buôn vải này, dưới rúng của bà Ngọc Trâm cách khoảng 2 lóng ngón tay có một nốt ruồi son to bằng cái đầu đũa. Bùi Khanh, những lời bà ta nói có đúng như vậy không? Hả? Người không nói được phải không? Vì là đúng rồi chứ gì? Phạm Sang, nhà ngươi có một người vợ rất là đức hạnh, chị không biết trân trọng, lại đem ra làm trò thách đố hơn thua. Đáng lẽ ta bỏ tù nhà ngươi đó, nhưng xét thấy vợ ngươi vừa được giải oan, ta cho vợ chồng nhà ngươi đoàn tù, chỉ phạt 20 rồi để nhà ngươi nhớ đời. Dạ, con biết tội, con đội ơn đại quan. Bộ Xuyến. Dạ. Xưa nay nhà ngươi làm nghề ở đẻ, nhưng ngươi lại hám vàng, hại gia can của người khác. Tội ngươi đáng lý ra phải phạt tù, nhưng xét nhà ngươi đã có công giúp đỡ cho nhiều phụ nữ ở trong huyện, được mẹ tròn con vuông, nay ta thu hồi 4 nén vàng xung vào công quỹ, chỉ phạt nhà ngươi 10 rồi về tội hám lợi hại người. Dạ, con biết tội con, con đội ơn đại quan. Bùi Khanh, nhà ngươi có 3 tội. Một, ngươi phạm tội thách đố thua mà lại gian lận, ngươi phải trả cho Phạm Sang 50 nén vàng và chung 50 nén vàng khác cho Phạm Sang. Hai là nhà ngươi phạm tội dùng mưu ma trước quỷ để bôi nhọ danh dự của Ngọc Trâm. Ở đời, danh dự của người là lớn hơn cả. Ta tịch biên tài sản của nhà ngươi để đền bù danh dự cho Ngọc Trâm. Ba, ngươi là một tên sở khanh, xâm hại rất nhiều đời con gái và phá hoại rất nhiều gia đình. Lính, cho người xâm vào trán của hắn 2 chữ sở khanh, để hắn đi đến đâu mọi người biết bản chất của hắn mà xa lánh. À, không, đại quan, đại quan, con phẩm đại quan, ngăn lại đại quan. Đại quan ơi, đại quan làm gì nào? Đừng cứ xâm lên trán con đại quan, đừng cứ xâm lên trán tôi quan ơi. Tôi lại quan, ngăn lại quan, quan ơi. Mình nè, hồi nãy á, em có bắt một mớ cua đồng mập hết sức vậy đó. Chút nữa á, em hái một mớ rau, vậy là vợ chồng mình á, có một nồi canh cua ăn rồi. Nè, anh nói thiệt nha, cua này nấu lên ngon hết biết luôn á. Mà nó không phải định chứ, mà mình nấu món nào anh ăn cũng ngon hết trơn á. Hết biết mình luôn, lúc nào cũng giỡn. Ai mà nghe được á, họ cười em chết luôn á. Mình ơi. Hả? Mình có nghe mùi gì không? Có cái mùi gì thơm lắm đó mình, y như là mùi hoa vậy, mà không biết là hoa gì nữa. Đâu, đâu để tôi ngửi thử coi. À, đúng rồi, cái mùi hương gì mà lạ dữ vậy ta. Ừ. Nó không có nồng, nó không gắt, nó nhẹ nhẹ thoang thoảng. Thơm thiệt đó mình, mà lạ ghê á. Em hít cái mùi thơm này vào, em thấy tinh thần mình sảng khoái lắm. Kỳ Minh, nhìn xem, có phải là cái mùi thơm phát ra từ cái bông sen đó không? Đúng rồi,
mùi từ bông sen đó. Lạ thiệt. Hằng ngày vợ chồng mình đi ngang qua đây mà đâu có thấy cái gì đâu. Ừ. Sao tự nhiên hôm nay ở giữa đồng lại mọc một bông sen đẹp như vậy? Ừ. Mình ơi. Hả? Em thích bông sen này quá à. Mình hái cho em đi được không? Mình thích phải không? Được rồi. Dạ. Mình cầm đi, tôi hái cho mình nha. Mình hái vô đi. Ừ, thơm thiệt. Hái đi mình. Lẹ đi. Wow. Đẹp quá mình ơi. Đưa cho em. Đẹp mình. Đẹp ghê không? Đẹp quá mình ơi. Ừ. Cảm ơn mình nhiều lắm. Ừ. Bông sen này đẹp quá. Ừ. Mùi thơm của nó ngào ngạt luôn á. Ừ. Nhưng mà kỳ lạ quá mình. Em vừa hít vào là bao nhiêu mệt nhọc hình như tan biến hết luôn á. Nè mình thử đi. Mùi thơm thiệt là dễ chịu ghê. Vừa hít vào khỏe ra liền. Tự nhiên mình có bông sen quý như vậy. Em vui quá mình ơi. Thôi vợ chồng mình về mau đi, để em kiếm gì đó cắm vào, chứ để nó héo mất là uổng lắm á. Ờ. Đi. Đưa cho anh. Đi về. Rồi đi về. Đưa cho anh nè. Đi. Trời ơi là trời, ta đã ròng rã chờ đợi biết bao nhiêu lâu nay, chờ cho sen nở, vậy mà ta chỉ chậm có một khắc thôi. Ta đã mất bông sen quý vào tay của hai vợ chồng quê mùa ngươi rồi. Bây giờ thì làm gì có cái bông sen thứ hai mà hội tụ đủ linh khí của trời đất cả trăm năm như vậy. Chỉ cần có báo vật đó thì ta sẽ luyện thành công phép thuật trẻ mãi không già. Vậy mà ta không thể nào nuốt nổi cơn giận này. Ta thề phải trả thù hai vợ chồng ngươi. Ta sẽ giết. Mà không. Có gì khó đâu. Phải có cách nào đó làm cho chúng phải đau đớn, sống không bằng chết. Có như vậy thì ta mới hả dạ. Mình ơi. Dạ. Mình. Dạ. Mình coi tôi có gì cho mình nè. Nè. Con cá. Ừ. Con cá bự như vậy, mình muốn em nấu canh chua hay là kho tổ? Thì mình nấu món gì tôi ăn cũng được á. Cái gì tôi ăn cũng ngon hết trơn à. Nè. Ủa Mình sao vậy? Mình không khỏe hả? Mình vô nhà nghỉ đi. Không sao đâu mình. Đàn bà mang thai. Hả? Hôi cơm tanh cá cũng là chuyện bình thường mà. Trời ơi, mình mang thai hả? Ừ. Trời, vợ tôi mang thai rồi. Mình lại ghế còn nghỉ đi. Dạ. Từ từ. Mình hay tin khi nào vậy? Dạ mấy hôm trước á, em thấy trong người lạ lạ, nên sáng nay nè em có đến nhà thầy Lan để hút thuốc. Ai dè á, thầy bắt mạch, thầy nói là em có thai. Em tính kể cho mình nghe, mà cả ngày nay á, em thấy mình luôn chân luôn tay ở ngoài đồng nên chưa có kịp nói. Cảm ơn trời Phật đã thương vợ chồng mình. Tôi mừng quá mình ơi. Chỉ cần mình sinh cho tôi một đứa con trai hay con gái gì á, tôi cũng thương hết. Mà từ nay á, mình nhớ đi đứng cẩn thận nghe chưa. Ừ. Việc nặng việc nhẹ trong nhà cứ để tôi lo hết cho nha. Chỉ cần á, mình á, ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe, chờ ngày sanh nở là được rồi. Mình này
mình cứ làm quá không à. Em á cũng phải phụ giúp việc nhà với mình chứ. Chứ ở đó mà ngồi không làm sao em chịu được. Em nghĩ làm vậy á, con mình sinh ra sẽ làm biếng làm nhát. Không có đâu, mình cứ việc điện thôi, mọi việc để tôi lo. Thì ra người vợ đang có thai. Các ngươi đang mong chờ đứa nhỏ này chào đời lắm đúng không? Nó chắc chắn là thứ vợ chồng ngươi yêu quý nhất. Vậy thì ta biết phải làm gì rồi. Cứ chờ đó đi. Khi đứa bé chào đời, các ngươi sẽ nếm mùi đau khổ vì mất nó trong tay ta. Con Quang ơi, đừng có quậy mẹ nghe chưa. Mình đi chậm chậm thôi. Cầu xin ông trời, cầu xin ông trời phù hộ cho vợ con sanh đỡ được bình an. Cố lên, cố lên. Sắp được rồi, sắp được rồi. Cố lên, cố lên. Cố lên nha. Hít thở cho sâu vô, hít thở cho sâu vô. Cố lên. Rồi. Cảm ơn ông trời, cảm ơn ông trời, cảm ơn ông trời. Sinh rồi, cổ sinh rồi. Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông. Cảm ơn bà. Mình ơi, nè mình, mình có sao không mình? Em không sao. Con gái của mình á, da trắng, môi đỏ, dễ thương hết sức vậy á. Nhìn con gái mình bao nhiêu đau đớn mệt nhọc tan biến hết ra mình. Hồi nào giờ tôi đỡ đẻ biết bao nhiêu người rồi, chưa thấy đứa nhỏ nào vừa mới sanh ra mà có mùi hương thơm tỏa hương sen, thiệt là kỳ lạ. Mà hai vợ chồng đặt tên con chưa? Việc này để tôi nhường cho vợ tôi đặt tên. Nè Bình, mình tính đặt tên con là gì vậy? Tên con mình hả? Con mình có mái tóc thơm ngát mùi sen hả mình? Vậy thì em đặt nó tên sen nha mình. Mình chịu không? Chịu, chịu. Kể từ giờ con sẽ là bông sen quý giá nhất của cha mẹ nghe con. Mẹ thương nè. Ta có nghe lầm không? Đứa bé vừa sinh ra đã có một mái tóc đầy ngát hương thơm. Sao lại kỳ lạ như vậy? Không lẽ hương thơm mà mẹ nó đã hít vào đã hội tụ lên mái tóc của nó chăng? Nếu như vậy thì ta sẽ không giết nó, mà ta sẽ bắt cóc nó, đem giấu nó ở một nơi, rồi dùng mùi hương tóc của nó để luyện phép trẻ mãi không già. Sen ơi sen, sen phải là của ta. Cảm ơn bà. Còn nhỏ này ăn bao nhiêu để nuôi tóc hết hay sao á? Tóc thì nhiều mà mau dài quá chừng luôn hả? Đâu, bông sen của cha đâu rồi? Cha của con về, về được kìa. Ta mới vừa vô tới cửa thì đã nghe mùi thơm của con rồi nè. Cho hôn miếng coi nè. Trời ơi, cưng quá trời cưng luôn. Mình biết không, tôi ở ngoài ruộng á, tôi cực cỡ nào cũng được hết trơn nha. Mà tôi về á, hôn con cái, nghe mùi sen trên tóc của con, tự nhiên cái khỏe liền hà. Phải không con gái cưng của cha nè?
Đúng là mùi tóc của con á, không có lẫn vào đâu được hết á. Ừ. Nói dại chứ lỡ sau này vì một lý do nào đó mình thất lạc con, chính mùi hương này á sẽ giúp cha mẹ tìm ra được con đó Sen à. Ừ. Em đừng có nói gỡ vậy chứ, không nên. Em nói chơi đó mà. Thôi, mình vô tắm rửa đi rồi ăn cơm. Trưa rồi đó. Ừ, đến vô tắm. Cha vô nghe. Con gái ơi. Mình ơi, mình coi tôi làm cái lồng đèn bông sen cho con nè. Đẹp không? Đẹp quá mình ơi. Chắc là con thích lắm nè. Con gái cưng của cha, cha bỏ công cả ngày trời để mà vót tre, để mà làm cái lồng đèn bông sen cho con đó. Con có thích không? Thích không cưng? Thích không? Mình ơi, nhìn cái mặt nó có vẻ thích lắm nè mình. Mình ơi, mình đem ra ngoài trước treo nè. Để có gì con nó nhìn nha mình. Được rồi, để anh treo. Con gái của mẹ ơi, con có thấy mình cha ơi, thương con không? Mình ra coi tôi treo chỗ này được chưa mình? Dạ. Sao, thấy anh treo ở đây được không? Trời ơi, sao mình treo xa quá, làm sao con nó thấy được? Mình treo xích vô trong đi mình. Đó, được rồi. Rồi, đây hen. Treo cao lên chút đi mình. Rồi. Hình như cao đó mình. Thấp một chút. Thấp một chút. Thấp chút hen. Rồi, để được chưa? Cao cao một chút đi mình. Cao quá à. Ta đã nói rồi, đứa bé này phải là của ta. Ôi, thật là thơm. Từ nay hai vợ chồng ngươi đừng mong gặp lại nó nữa. Được rồi đó mình. Hồi nãy em thấy mặt con có vẻ thích dữ lắm. Ừ. Để em vô em bế nó ra cho nó ngắm nha mình. Ừ, đi đi. Mình ơi. Hả? Mình ơi, con đã mất rồi. Lúc nãy em để con đâu? Em mới đặt con ở đây nè. Rồi đâu rồi? Em không biết. Trời. Mình ơi, có ai bắt con của mình không? Rồi. Thôi, vậy vậy đi tìm đi. Con ơi, Sen ơi, Sen ơi, mình ơi, Sen ơi, bây giờ con mình đâu rồi mình ơi? Bây giờ mình phải chia nhau tìm, ra ngoài đường có ai bắt con mình không? Đi mình, đi. Dạ. Đi, đi đi. Anh ba chị ba, có thấy ai bế con Sen, con gái em qua đây không? Không, không có thấy. Chú Tư, Thiên Tư, chú Tư, Thiên Tư, có thấy ai bế con bé Sen nhà tôi không? Không thấy. Buổi sáng giờ tôi không thấy ai đâu. Không thấy thiệt luôn hả? Không. Không. Tí ơi tí, còn có thấy ai ẵm con Sen, con gái của cô chạy qua đây không? Dạ không. Sen ơi. Chị làm ơn cho hỏi, có thấy ai mấy đứa nhỏ, con gái tôi không? Không thấy. Trời ơi, con gái tôi đâu rồi? Chú mày thấy ai bế bé gái nhà tôi không? Bé Sen đó. Ồ, không thấy. Bé Sen, Sen ơi. Chị Năm, chị Năm. Có thấy ai ẵm con Sen của em đi ngang qua đây không? Chị không thấy tôi hả? Không thấy. Sen ơi. Chú Thiếp, chú Thiếp có thấy ai mấy đứa nhỏ con không, gái tôi không? Không, tôi không có thấy. Có thấy không chú? Không, không, tôi không thấy. Trời, làm sao đây? Bé Sen ơi. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Có tìm được con không mình? Có thấy con không? Anh tìm khắp nơi rồi mà không thấy con. Tôi cũng đã chạy khắp nơi rồi. Tôi cũng chạy khắp nơi rồi mà không tìm thấy con mình ơi. Sen ơi. Mình ơi, tìm con về cho em mình ơi. Con ơi. Sen ơi, con đâu rồi Sen?
Mình ơi, Mình tìm con về cho em đi Mình ơi. Em không sống nổi đâu Mình ơi. Mình bình tĩnh đi, Mình bình tĩnh đi. Anh sẽ cố gắng tìm con về cho mình mà. Sen ơi, con ơi. Tội nghiệp vợ chồng anh Ba, đêm nào cũng treo đèn trong trước cổng. Chờ con như vậy á, tôi thấy cũng đứt ruột. Cái quân nào lại đi bắt cóc con nhỏ, hại gia đình người ta, ly tán, tàn nhẫn. Hôm qua em có ghé khuyên Lơn, an ủi hai vợ chồng ảnh. Thấy chị cứ khóc hoài à, thấy thương ghê á. Ảnh nói á, kể từ bây giờ, đêm nào cũng đốt đèn treo trước cổng, để lỡ con Sen nó có về á, để nó còn nhận ra đâu là nhà của nó. Tôi nghĩ vợ chồng ảnh á là người hiền lương, nếu không sớm thì muộn á. Trời Phật cũng thương, soi đường chỉ lối cho nhỏ quay về. Cũng mong là vợ chồng ảnh gặp lại con cái. Thôi mình đi chị. Thỏ ơi, em xem nè, chị thêu cái bông hoa này có đẹp không? Tí, đi đâu vậy? Chị á, chưa có từng thấy cái bông hoa này bao giờ. Nhưng mà chị lại nhìn thấy nó trong những giấc mơ của chị. Trong mơ, chị thấy có một người phụ nữ đưa cho chị cái bông hoa này. Nhưng mà thật là tiếc, chị không nhìn thấy mặt của người phụ nữ đó. À, mà có điều chị nghe được giọng nói của người phụ nữ đó rất là ngọt ngào. Thỏ con à, em có biết đây là hoa gì không? Chắc là em cũng không biết giống chị rồi đúng không? Hôm nay là ngày trăng tròn. Có lẽ chút xíu nữa mẹ chị sẽ về. Chị sẽ tặng cái khăn này cho mẹ của chị. Chắc là mẹ sẽ bất ngờ lắm đúng không Thỏ? Chị về rồi, thôi em đi chơi đi nha. Mẹ, mẹ đã về rồi. Mẹ đi đường có mệt lắm không mẹ? Mẹ ngồi xuống đi, để con rót nước cho mẹ uống nha. Con có pha nước mà mẹ thích đó. Mẹ uống nè mẹ. Một tháng nay mẹ đi vắng, con vẫn ở yên trong nhà chứ? Dạ. Vậy có ai tới đây quấy rầy con không? Dạ không. Con á, luôn nhớ lời của mẹ dặn, cho nên con không bao giờ rời khỏi nhà. Con chỉ ở trong nhà thêu thùa, may vá và làm những công việc nhà thôi mẹ. À, mà có một món quà này con muốn dành cho mẹ nè. Hả? Sen nhờ? Chuyện này là sao? Con nhìn thấy bông hoa này ở đâu hả? Con đã trốn ra ngoài rồi phải không? Con ra ngoài cho nên con mới nhìn thấy bông hoa này, có đúng không? Nói cho mẹ biết coi, có đúng dạ. Không hả? Dạ mẹ ơi, mẹ bớt giận đi mẹ. Con không có hề ra ngoài. Đây là bông hoa con chỉ nhìn thấy trong những giấc mơ của con thôi. Con theo nó theo trí nhớ của mình. Con không biết điều đó nó làm cho mẹ giận. Mẹ ơi, mẹ tin con đi, con không hề ra ngoài mà. Chắc là nó không dám nói dối mình đâu.
18 năm nay mình đã nhốt nó ở giữa rừng sâu này và luôn đe dọa nó. Nó sợ không dám ra khỏi nơi đây. Giả lại ở đây hiểm trở như vậy thì làm sao nó có thể tìm cách ra ngoài được chứ? Đứng lên đi con. Mẹ vì lo cho con cho nên mẹ mới nổi nóng như vậy. Nhưng mà từ giờ á, con nhớ đừng có theo cái bông hoa này nữa, nghe chưa? Con đừng có nhớ tới nó nữa, tại vì nó là một bông hoa có độc và nó sẽ đem lại xui xẻo cho người nào sở hữu nó. Dạ con biết rồi, con sẽ nhớ lời của mẹ dặn. Thôi được rồi, con ngồi xuống đi, để mẹ chải tóc cho con nha. Dạ. Con à, mẹ vì cực chẳng đã cho nên mẹ mới ra ngoài buôn ba kiếm sống. Chờ thế giới ngoài kia nó đáng sợ lắm, nhất là với những thiếu nữ ngây thơ như con. Nếu như mà chẳng may con lọt vô tay của bọn xấu xa thì nhất định chúng sẽ cắt cái mái tóc đẹp đẽ này của con và sẽ hại con chết. Mẹ chỉ muốn con ở yên trong khu rừng này là tại vì mẹ thương con, mẹ muốn bảo vệ con. Con hiểu không? Dạ con hiểu thưa mẹ. Con sẽ không làm trái ý của mẹ đâu. Con sẽ không làm cho mẹ phải lo lắng. Con hứa với mẹ là con sẽ không bao giờ bước ra khỏi khu rừng này. Vậy mới là con ngoan của mẹ. Bệ hạ, bệ hạ cạn với thiếp ly này nha. Khoan đã. Bệ hạ. Được. Bệ hạ à, bệ hạ phải uống hết bầu rượu này thì mới được ra ngoài tiết triều đó nha. Quý phi xinh đẹp nhất của ta, ta đâu có muốn ra tiết triều. Ta chỉ muốn lúc nào cũng ở bên cạnh nàng thôi. Nè, vậy thì bệ hạ uống đi. Nàng muốn rượu cho ta đi. Đúng rồi, nhà ngươi ráng chịu một chút đi. Với một điều kiện, ngươi phải giao cả giang sơn này cho ta. Thì ra là một chú thỏ.
ở đây là đâu? Ta mãi đuổi theo chú Thỏ mà đã lạc vào đây rồi. Thật là kỳ lạ, ta nghe đâu đây có mùi hương sen thì phải, làm cho ta không còn mệt mỏi và thật sảng khoái. À, thì ra có một ngôi nhà nho nhỏ trong rừng, ta phải đi đến đó xem mới được. Hả? Trời ơi, Thỏ nè, từ sáng tới giờ em đi đâu mà để chị tìm hoài không thấy vậy? Coi nè, bộ lông em lấm lem hết rồi đó. Chắc là mãi đi chơi trong rừng đúng không? Nàng là chủ nhân của con thỏ này sao? À, người là ai vậy? Ta mãi đuổi theo con thỏ mà lạc đến đây. Nàng có thể cho ta một miếng nước được không? Ở đây không có nước cho những người xấu. Người đi đi. Ta không phải là người xấu, ta chỉ mới gặp nàng lần đầu. Sao nàng lại gọi ta là người xấu chứ? Có phải người là người từ ở ngoài khu rừng vào đây không? Phải. Nếu như vậy thì người đúng là người xấu rồi. Mẹ ta nói bất kỳ ai ở ngoài khu rừng này đều là người xấu xa, đều đáng sợ. Mẹ còn dặn ta là không được tiếp xúc với những người từ ngoài khu rừng vào đây. Người mau đi đi. Nếu nàng không cho ta uống nước thì có thể cho ta ngồi nghỉ tạm ở đây một chút được không? Ta đuổi theo con thỏ nãy giờ nên nãy giờ cũng hơi mệt. Cho ta ngồi đây một chút nha, đỡ mệt ta sẽ đi ngay. Này không nói là đồng ý rồi đó nha. Cảm ơn nè. Nè, tên gì vậy? Tôi là Sen. Còn ta chính là Hoàng. À, ta tên là Hoàng Nam. Mà nàng ở đây có một mình sao? Có lẽ sự xuất hiện hơi đường đột của ta làm cho nàng hoảng sợ. Nhưng mà nàng yên tâm đi, ta không có ý hại nàng đâu. Mà mẹ nàng nói cũng đúng, nhưng ở ngoài kia có rất nhiều người, có cả người tốt và người xấu. Có lẽ vì muốn bảo vệ nàng nên mẹ nàng mới dặn dò như vậy thôi. À, nàng Sen nè, nàng có thể tin tưởng ta và không coi ta là người xấu được không? Ta có thể tin chàng không?
chàng thực sự là người tốt chứ. Ta sẽ quay trở lại đây để chứng tỏ cho nàng thấy ta không hề là người xấu, và lúc đó chúng ta sẽ là bạn được chứ. Dạ thưa, mẹ mới về. Sao mẹ về lúc nào mà con không hay vậy? Còn hỏi nữa hả? Con đi đâu mới về vậy hả? Dạ, tại trời nóng quá cho nên con ăn cơm xong con đi tản bộ quanh đây một chút. Sen. Dạ. Con không giấu mẹ điều gì chứ? Là sao mẹ? Mẹ ngửi thấy mùi lạ lạ ở trong cái nhà này. Mẹ có cảm giác có ai tới đây rồi. Trong lúc mẹ đi vắng, có ai tới nhà mình đúng không? Là ai tới đây hả? Dạ. Dạ, làm gì có ai mẹ. Không có ai tới đây hết. Chỉ có mình con thôi. À, con nhớ rồi. Hồi sáng này con thấy mệt trong người quá, cho nên con có nấu một nồi nước xông. Chắc là mùi lá làm cho mẹ thấy lạ. Con còn để cái nồi lá xông ở trong bếp á. Mẹ vô đó mẹ xem đi. Cũng may là mình lanh trí, mình nấu nồi lá xông để át mùi của người lạ, chứ không thì mình không thể giấu mẹ rồi. Thật ra là mẹ chỉ lo cho con, cho nên là mẹ mới nổi nóng với con vậy thôi. Con đừng có sợ nha. Dạ, con biết rồi mẹ. Hoàng thượng, uống với thiếp chung này nữa đi. Mà không được, nàng uống đi, nàng uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống. Nè hoàng thượng, uống đi. Hoàng tử. Linh tính cho ta biết, quý phi không phải là người bình thường. Những chuyện bà ta làm cũng rất bí ẩn. Bà ta có một ma lực khiến cho phụ hoàng mất cả thần trí. Bà ta là ai? Ta nhất định phải tìm ra được lời giải đáp này. Bẩm hoàng hậu, có hoàng tử xin vấn an. Được, cho hoàng tử vào. Hoàng nhi. Mẫu hậu thấy trong người thế nào?
Thái y đã chẩn bệnh cho mẫu hậu ta chưa? Ngày ấy nó mẫu hậu ta bị bệnh gì? Dạ thưa, thái y nói... Ngươi cứ nói, ta cho phép ngươi nói. Dạ, thái y nói hoàng hậu bị tâm bệnh, vậy mà suy nghĩ quá nhiều, mất ăn, mất ngủ, nên lâu quá phát sinh bệnh à. Ngươi lại nhiều chuyện nữa rồi, làm cho hoàng tử của ta lo lắng. Ngươi lui ra đi. Dạ. Mẫu hậu à, con vừa nghe tin phụ hoàng như đưa một người phụ nữ trẻ đẹp vào cung và phong làm quý phi. Có phải việc đó làm cho mẫu hậu lo lắng và đổ bệnh không? Nếu chỉ vì việc phụ hoàng con nạp thiếp thì ta có gì mà đáng lo. Đằng này thân thế của người phụ nữ đó xem ra không được minh bạch. Ta đã được nghe thân tín của mình kể lại như thế này. Vậy từ ngày có quý phi, phụ hoàng của con bỏ bê việc triều chính, ngay cả ta cũng không thể can ngăn. Thậm chí phụ hoàng con còn không muốn gặp mặt ta. Mẫu hậu, con biết vì sao mẫu hậu lại đổ bệnh như thế này rồi. Tất cả cũng là do quý phi, mà ta quyến rũ phụ hoàng, mê đắm trong tử sắc. Mẫu hậu khuyên can phụ hoàng không được, nên quốc ức mà sanh bệnh. Có phải vậy không mẫu hậu? Ta cũng chỉ vì lo cho dân chúng. Nếu như phụ hoàng con không quan tâm tới việc triều chính thì e rằng không sớm thì muộn, toàn dân trăm họ phải lầm than. Xin mẫu hậu bớt lo lắng, con hứa sẽ tìm cách giúp phụ hoàng nhận ra chân tướng của quý phi. Sen ơi Sen, nàng có nhà không Sen? Sen ơi Sen,
Ủa, Sen ơi Sen. Hả? Sen, tỉnh dậy đi Sen. Sen ơi Sen, tỉnh dậy đi mà Sen. Sen ơi, Sen. Ủa, là chàng sao? Nàng bị làm sao vậy? Ta nhớ là mình xách thùng định ra suối, rồi tự nhiên thấy say sẩm qua mắt, rồi sau đó không nhớ gì nữa hết. Chắc có lẽ là do trời nóng quá, bởi vậy nàng mới bị ngất đi như vậy. Thôi, mình vào nhà nha. Chàng không cần phải mang giải dốc và chỉ thiêu đến cho ta nhiều như vậy đâu. Số chỉ thiêu lần trước chàng đem đến ta vẫn chưa dùng hết nè. Chàng đã đến giúp đỡ ta rất nhiều việc rồi, ta còn chưa biết phải cảm ơn chàng như thế nào cho phải. Nàng lại khách sáo nữa rồi. Ta chỉ tặng chút quà mọn thôi mà, và làm giúp nàng những việc nhỏ thôi, đâu có đáng là bao. Nàng đã tin tưởng và không còn e ngại ta nữa. Đó chính là món quà quý giá mà nàng đã tặng ta rồi đó. Ngôi nhà này tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng. Nàng chỉ sống ở đây có một mình thôi sao? Ta sống với mẹ của mình, nhưng mà bà phải đi ra ngoài buôn bán. Một tuần trăng bà mới về một lần. Nàng thật dịu dàng và xinh đẹp như vậy, chắc mẹ của nàng cũng rất nhân từ và phúc hậu đúng không? Thật ra thì ta chưa bao giờ nhìn rõ được mặt mẹ của mình. Mẹ lúc nào cũng choàng một chiếc khăn, mỗi lần về bà chải tóc cho tôi rồi lại đi rất là nhanh. Nếu lỡ có ai giả dạng mẹ của nàng đến đây để gạt nàng thì sao? Không đâu, ta luôn nhận ra mẹ của mình nhờ cái miếng da thú mà mẹ hay choàng trên cổ đó. Mẹ nói cái đó là để giữ ấm. Cho nên á, mẹ giữ rất là cẩn thận, chưa bao giờ mẹ cho tôi được chạm vào đó cả. Tôi thấy mẹ quý tấm khăn đó y như sinh mạng của mình vậy đó. Cô gái này thật ngây thơ và hiền hậu, đặc biệt là mái tóc của nàng không hiểu sao lại luôn thơm ngát mùi hương sen. Riêng người mẹ của nàng, ta nghe nói như vậy sao có đôi chút kỳ lạ. Giá như ta được gặp bà ta thì hay biết mấy. À, từ khi mà ta gặp chàng đó, ta mới biết thế giới bên ngoài hoàn toàn không đáng sợ như những lời mẹ ta nói. Ta nghe chàng kể về cuộc sống bên ngoài, ta thấy thú vị lắm. Nếu như nàng được chứng kiến tận mắt thì nó càng thú vị hơn nhiều. Sen à, nàng có muốn đi cùng ta không? Ta sẽ đưa nàng đi đến đó. À, thôi không được đâu. Nếu mà mẹ biết ta trốn ra ngoài đó, mẹ sẽ rất là giận dữ, mẹ sẽ trừng phạt ta đó. Nàng yên tâm, ta sẽ chờ mẹ nàng quay về, xong rồi ta mới xin phép mẹ nàng mới đưa nàng đi. Thôi không được đâu, chàng không thể nào gặp được mẹ của ta hết. Mẹ của ta sẽ nổi giận khi gặp chàng ở đây. Những lúc mà mẹ của ta giận đó thì đáng sợ lắm. Được rồi, ta sẽ chờ một dịp nào đó thuận tiện để ra mắt mẹ của nàng. Nàng đừng lo lắng nữa, ta tin mẹ nàng sẽ hiểu cho chân tình của ta dành cho nàng. Nàng đang thêu cái gì vậy? Cho ta xem được không? Thêu khéo lắm, bông sen này thật là đẹp. Đây là bông sen sao?
chỉ nhìn thấy nó trong giấc mơ, chứ không biết nó là bông gì hết. Vậy thì thật là kỳ lạ. Nàng có nghĩ là bông hoa này có liên quan tới cái tên của nàng hay không? Ta cũng không biết nữa. Sen ơi Sen, mẹ về rồi đây. Thôi chết rồi, mẹ của ta về rồi. Không biết sao hôm nay mẹ lại về sớm hơn một ngày nữa. Không được rồi, chàng mau tìm chỗ trốn đi. Sao lại phải trốn? Để ta gặp mẹ nàng cũng được mà. Không được đâu, nếu mà để mẹ ta thấy chàng, bà ấy sẽ nổi giận, sẽ làm tổn thương chàng đó. Được rồi, ta sẽ trốn. Ở đâu bây giờ? Chàng vô đây đi. Mẹ mới về. Con làm cái gì ở trong đó mà mẹ kêu nãy giờ con không lên tiếng? Dạ con. À, con đang dở tay nấu cơm cho nên con không nghe mẹ gọi. Bộ con thấy mẹ về sớm hơn mọi bữa, con không vui sao? Dạ không, con chỉ hơi bất ngờ thôi. Nhưng mà con mừng vì mẹ đã về nhà bình an. Mẹ ơi, hay mẹ ngồi nghỉ mệt chút xíu đi mẹ. Con cũng ngồi xuống đi. Dạ. Sen à, mẹ phải ra ngoài kiếm sống, cho nên mới để con trong rừng này một mình. Nhưng mà mẹ luôn lo lắng cho con, bởi vì con là báu vật của mẹ. Mẹ không thể sống thiếu con được, con biết chưa? Dạ, con biết rồi thưa mẹ. Một tháng nay mẹ đi vắng, trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ con? Dạ không thưa mẹ. Ai ở trong đó? Dạ con ở nhà một mình, làm gì có ai trong đó hả mẹ? Ai đang núp trong đó, bước ra đây mau. Mẹ, bộ hôm nay mẹ không muốn chải tóc cho con hay sao? Mỗi khi về tới nhà là mẹ chải tóc cho con liền mà. Ừ mẹ quên, để mẹ chải tóc cho con nha. Dạ. Tóc của con đẹp lắm, mẹ rất thích chải tóc cho con. Đây cũng là việc mà mẹ yêu thích nhất trong đời mình. Vậy sao mẹ? Mẹ luôn muốn được gần gũi con, chải tóc cho con, để được ngửi mùi hương trên tóc của con. Thì ra quý phi mà phụ vương ta hết mực sùng bái lại là một yêu tinh.
Vì vậy bà ta mới có thể giữ được nhan sắc để mà mê hoặc phụ dương ta. Và tất cả là nhờ vào mùi hương trên tóc của nàng Sen. Như vậy bà ta không phải là mẹ ruột của nàng Sen. Thảo nào cứ một tuần trăng là bà ta lại rời khỏi hoàng cung để về đây gặp nàng Sen. Thật là tội nghiệp cho nàng Sen quá. Nàng ta không biết bị bà ta lợi dụng. Con gái. Dạ. Mẹ không thể nào ở lâu với con được. Mẹ phải đi nữa sao? Mẹ không thể ở nhà chơi với con một chút hả? Mẹ có nhiều việc phải làm. Bây giờ mẹ phải lên đường đây. Con ngoan ở nhà, không có được đi đâu hết nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Bà đi đâu mà vội vậy, Quý Phi? Hoàng tử, người tới đây từ khi nào? Chàng là hoàng tử sao? Đúng vậy, chuyện của ta dài lắm, có gì ta sẽ kể cho nàng biết sao? Sen. Dạ. Tại sao con dám đưa người lại vào nhà? Con dám phản bội mẹ hả? Dạ. Con. Nè, có ta ở đây, bà đừng hòng hại cô ấy. Nàng đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng. Nhưng mà bà ấy là mẹ của ta mà. Bà ta không phải là mẹ của nàng. Có phải vậy không hả Quý Phi? Đồ giả mạo. Bà không phải là một quý phi, bà dùng nhan sắc để mà quyến rũ phụ hoàng của ta. Thật ra bà là ai? Bà nói đi. Phải, ta chỉ là quý phi trá hình thôi. Bây giờ thân phận của ta đã bị bại lộ rồi, ta cũng không cần phải giấu giếm các ngươi nữa. Ta không phải là mẹ của ngươi. Ta đã bắt cóc ngươi từ khi ngươi còn nhỏ, và ta đưa về đây để dùng mùi hương trên tóc của ngươi giúp cho ta trẻ mãi không già. Còn hoàng tử, ngươi đã biết được bí mật về ta thì ngươi cũng phải đem theo nó xuống suối vàng. Nàng hãy mau tìm chỗ trốn đi, ta đối phó với một yêu tinh này. Không được, ta không thể bỏ chàng ở đây một mình được. Các ngươi nghĩ là các ngươi có thể đấu lại con yêu tinh tu luyện ngàn năm như ta sao? Hả? Hôm nay sẽ là ngày tận số của ngươi đó hoàng tử à. Còn con bé kia, ta sẽ đem nó đến một nơi kín đáo khác mà không ai tìm thấy. Sen, Sen à, Sen, nàng đâu rồi? Sen. Hãy trả Sen lại cho ta. Sắp chết tới nơi rồi mà ngươi vẫn còn muốn gặp con bé đó sao? Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại được nó cho tới chết. Ta luôn nhận ra mẹ của mình nhờ cái miếng da thú mà mẹ hay choàng trên cổ đó. Tôi thấy mẹ quý tấm khăn đó y như sinh mạng của mình vậy đó. Trả lại cho ta. Trả cho ta. Trả cho ta. Đây là sinh mệnh của bà đúng không? Trả cho ta. Hôm nay sẽ là ngày chết của bà. Không. Yêu tinh độc ác. Đừng. Không. Người đã phá hủy bao nhiêu công sức tu luyện của ta. Ta không thể sống được nữa. Nhưng ta cũng sẽ không để cho ngươi sống hạnh phúc. Ta sẽ biến ngươi thành con chim. Ah! 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 Ah!
Hoàng tử ơi, bây giờ chàng đang ở đâu? Ta cầu xin trời cho hoàng tử có thêm sức mạnh để chiến đấu thắng được móng vuốt của mụ yêu tinh. Mặc dù ta bị giam cầm tại đây, nhưng mà ta luôn hy vọng là sẽ gặp lại chàng. Vì lẽ đó, ta sẽ cố gắng, ta sẽ tìm mọi cách để sống sót, để chờ ngày gặp lại chàng. Chim à, chú ở đâu mà bị lạc vào tận đây vậy? Hả? Trời ơi, đôi cánh của chú bị thương rồi. Sao người của chú cũng đầy vết thương nữa? Chắc là chú cũng trải qua những ngày tháng gian nan vất vả lắm hả? Tội nghiệp chú Chim quá. Ta cũng ở đây trơ trọi có một mình à. Hay là từ bây giờ chú ở đây làm bạn với ta nha. Chắc là chú bị thương đau lắm hả? Để ta sưởi ấm cho chú nha. Cuối cùng ta cũng đã tìm được nàng rồi Sen à. Hoàng tử, Sen à, hoàng tử, còn mụ yêu tinh thì sao? Có phải là bà ấy đã biến chàng thành con chim đúng không? Phải, trước khi chết mụ ta đã biến ta thành chú chim. Nhưng nhờ giọt nước mắt và hơi ấm của nàng đã hóa giải lời nguyền của mụ ta, giúp ta đã trở lại hình hài con người. Sen à, bấy lâu nay nàng cũng nhớ ta sao? Còn ta, ta đã bay suốt ngày đêm để đi tìm gặp nàng. May là hương thơm trên tóc của nàng lan tỏa đi khắp nơi và đã giúp ta tìm tới hang động này. Ta đã rất lo lắng cho hoàng tử. Ta luôn mong cầu cho hoàng tử được bình an. Bây giờ được gặp lại chàng ở đây thì không còn niềm vui nào hơn hết. Ta sẽ tìm cách để phá hang động này ra, để đưa nàng ra ngoài và giúp nàng đi tìm cha mẹ ruột của nàng. Ta tin rằng họ rất nhớ và mong nàng trở về. Trăng hôm nay thật là đẹp. Nếu ta nhớ không lầm thì hôm nay là ngày rằm trung thu.
Hoàng tử ơi, hoàng tử nhìn kìa, đó chính là bông hoa mà ta vẫn nhìn thấy trong giấc mơ. Không lẽ nào... Nàng chắc chứ? Chắc chắn là như vậy. Đêm nào ta cũng nằm mơ thấy nó, làm sao mà ta lầm được. Vậy thì chúng ta hãy vào trong để hỏi thử xem sao nha. Ông bà ơi, ông bà cho con hỏi thăm. Cô cậu là ai? Nếu là khách lỡ đường thì xin mời vào nhà dùng chén trà cho ấm. Dạ, cảm ơn ông bà đã mời hai tụi con. Nhưng mà hai tụi con muốn xin hỏi một điều ạ. Cô cậu muốn hỏi chuyện gì? Thưa ông bà, con có chút tò mò. Chiếc đèn kia ông bà đã treo ở đây từ bao giờ? Nó được treo ở đây 18 năm rồi. Từ khi con gái tôi nó mất tích thì vợ chồng tôi để nó luôn ở đó. Phòng khi con bé nó quay về, nó sẽ nhận ra đây là nhà của nó. Tôi tin sớm muộn gì con sen cũng sẽ quay về nhà. Bà ráng chờ thêm chút xíu nữa nghe. Ông nói sao? Con gái của ông bà tên Sen hả? Đúng. Vậy con gái của ông bà có đặc điểm gì để nhận dạng không? Tôi đặt tên Sen cho nó cũng vì mái tóc của nó thơm ngát mùi hoa sen. Bây giờ chỉ cần ngửi mùi tóc của con là tôi có thể nhận ra con gái của mình liền. Cha mẹ ơi, con là Sen đây. Sen của cha mẹ đây. 18 năm trời đằng đẵng, con đã để cha mẹ phải ngóng chờ. Con xin cha mẹ hãy tha lỗi cho con. Cô nói sao? Cô là con gái của tôi sao? Là cô Sen của tôi thiệt sao? Đúng rồi, ông ơi. Đúng rồi là nó. Đúng là con Sen rồi ông ơi. Mùi tóc này không thể lẫn vào đâu được. Sen ơi, Sen ơi, Sen ơi, đúng là con rồi. Sen ơi, con đi đâu suốt 18 năm trời? Cha mẹ tìm con khắp nơi, mòn mỏi tìm con, chờ đợi con. Sen ơi, Cha biết thế nào con cũng quay về mà. Bông sen quý giá của cha, con của mẹ từ đây đừng đi đâu nữa nghe con. Dạ mẹ. Cha ơi, đừng đi nữa nghe con. Cha mẹ ơi, đây chính là hoàng tử, là ân nhân của con đó. Chàng đã giết yêu tinh và đưa con đi khắp nơi để tìm cha mẹ. Trời ơi, cảm ơn hoàng tử, ân đức của hoàng tử. Vợ chồng tôi không biết làm cách nào để báo đáp. Khổ nỗi gia đình chúng tôi nghèo quá,
đâu có vật báo gì xứng đáng để đền đáp công ơn của hoàng tử. Dạ không, con chỉ làm việc này vì thấy phải cần làm thôi ạ. Xin hai bác đừng áy náy. Nhưng có một điều con muốn xin phép hai bác. Hoàng tử muốn chúng tôi làm chuyện gì, chúng tôi luôn sẵn sàng nghe theo hoàng tử. Xin hoàng tử cứ nói. Con chỉ xin hai bác cho con xin cưới Sen làm vợ ạ. Hoàng tử thân phận cao quý mà chịu cưới con gái tôi sao? Dạ. Sen à, còn con nghĩ sao? Con bằng lòng về nâng khăn sửa túi cho hoàng tử chứ? Tụi nó tới kìa bà. Dạ con mời cha. Cảm ơn con. Con ngoan. Dạ con mời mẹ. Cảm ơn con. Uống đi bà, uống đi. Con ơi. Dạ. Màu này cũng đẹp nè. Đẹp quá hả? Dạ. Mời con. Đi từ từ thôi. Nè, em mệt không? Dạ mệt. Ngồi nghỉ đi. Cẩn thận. Em vẫn còn mệt lắm chị ơi. Em đỡ mệt chưa? Dạ. Ráng chút xíu. Thì tại em đang sốt mà. Đi, vô đây. Dạ. Dạ, mời khách quan.
Dạ. Dạ. Cho em tôi một tô cháo hành. Dạ. Nấu loãng, thiệt là loãng nha. Dạ. Tại nó đang bị bệnh. Dạ, còn cô dùng gì? Lúc nãy tôi ăn rồi nên còn đang no lắm. Một chén thôi. Dạ. À. Dạ. Cho tôi hỏi, ở đây có cần mướn thêm người làm không? Dạ, ở đây không cần. Dạ, không cần tới. Tiểu Nhị. Dạ. 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 Dạ 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 dạ. Dạ. Em ráng nha. Dạ cháu đây ạ. Dạ còn dĩa này nữa. Mời khách quan. Mời khách quan. Lúc nãy tôi đâu có gọi món này. Dạ chị đồ ăn này là ông khách bên kia mời cô. Ông đã trả tiền rồi ạ. Cô không cần phải lo ạ. Thì ra là hai chị em cô xa cơ lỡ bước tới đây. Hoàn cảnh thiệt là tội nghiệp. Cũng may là thị nữ còn sức khỏe để đi làm thuê nuôi em. Xin hỏi đại nhân có biết chỗ nào cần người làm không? Làm ơn chỉ giúp cho tiện nữ. Cô nương gặp ta là may mắn rồi. À mà thôi, cứ ăn xong bữa đi rồi theo ta. Ta có một nơi rất là tốt, có thể đảm bảo cuộc sống cho hai chị em cô. Minh Kha, mau đa tạ đại nhân đi. Không có gì. Dạ, đa tạ đại nhân. Tình hứa kìa, ở đây ai mà không biết nghề giác mối buôn người của người. Thấy người ta lỡ bước xa cơ khổ như vậy, ngươi cũng không tha nữa sao? Nè, tên kia, ngươi nói ai vậy? Vị này là... Cô quá tình người rồi đó. Mau tránh xa cái tên buôn người đó ra, nếu như cô không muốn trở thành gái lầu xanh. Minh Kha. Được, hôm nay là hứa ta sẽ cho ngươi một bài học. Nhà ngươi liễu hồn đó. Ân nhân. Cảm ơn ân nhân. Mày nhờ có ân nhân, nếu không tiền nước đi bị mắc lừa rồi. Chảy nhiều máu quá. Thôi được rồi, cảm ơn cô nữa. Tỷ nữ mới phải nói lời đa tạ ân nhân. Cậu đi rồi, làm tôi chạy đi tìm cậu nãy giờ luôn. Có chuyện gì sao? Ông có cậu về đi giao hàng gấp. Thôi chết, tôi có chuyện phải đi rồi. Bảo trọng nha. Dạ. Có chuyện sẽ gặp lại cô nữa. Ân nhân đi cẩn thận. Ta đi nha. Xin chào cô. Hên đó nha, không là bị lừa bán vô lầu xanh là hết đời luôn đó. Chị ơi, chị có biết gần đây có chỗ nào cần nhận thêm người làm không? Rồi cho ta túc nữa, cái gì con cũng làm được hết á. Dọn dẹp, nấu ăn, may giá, cái gì cũng được hết. Để nhớ lại coi. À nhớ rồi, ở bên làng bên á, có một cái xưởng may gia đình của cô Thanh Hòa, hình như là đang thiếu người á. Bữa cổ qua đây, cổ hỏi tìm người đó. Thật sao? Vậy con sẽ đi liền. Đa tạ gì đã chị. Minh Kha, mình đi thôi em. Dạ. Đi, mình đi đi em. Dạ, thưa dì con chào đi. Chào cô. Chào ba. Thiệt tội nghiệp quá. Chào tỷ. Chào tỷ. Mọi người cứ làm đi. Em vô đi. Vô đây. Ở đây là xưởng dệt của nhà ta. Hai chị em tôi thật là may mắn khi được bà chủ nhận vô làm, rồi lại còn cho chỗ tá túc. Ta tên là Thanh Hòa, không lớn hơn Mùi bao nhiêu tuổi đâu.
cứ xưng hô tỉ muội cho gần gũi. Dạ. Công việc ở đây tuy lương không cao nhưng nhẹ nhàng. Cũng may là ta vừa có hai người thợ mới xin nghỉ việc để về quê nên chỗ còn trống. Hai chị em có thể ở tạm ở bên kia kìa. Tỷ, tỷ tỷ, vậy là mình có nhà, khỏi ở ngoài đường hả tỷ? Cái này á là mình chỉ ở nhờ thôi. Dạ. Cậu bé nói đúng rồi đó. Cứ xem ở đây như là nhà của mình đi. Quyền Trân à. Dạ. Có gạo trong lu á, mau nổi lửa bắt cháo cho cậu em ăn đi. Tỷ thấy nó vẫn còn sốt cao đó. Thành Hòa tỷ tỷ, đại ơn đại nghĩa này của tỷ Quyền Trân không bao giờ dám quên. Minh Kha, mau cảm tạ đại tỷ đi. Dạ. Thôi được rồi, không cần phải nặng lòng như vậy đâu. Sau này cứ làm việc chăm chỉ, coi như là đã trả ơn cho ta rồi. Dạ, Quyền Trân sẽ cố gắng ạ. Ừ. Dạ thưa cha, con mới về. Sao hôm nay về trễ quá vậy con? Dạ, con ghé qua đằng xưởng. Cha ơi, hôm nay con có nhận thêm hai thợ mới. Hử? Cô ấy và em trai của cô ấy rất là tội nghiệp, tứ cố vô thân, đói no từng bữa. Tới đây tìm người thân mà không có gặp, nên lang thang ngoài đường. Cũng may mình vừa có hai thợ nghỉ việc. Ừ. Con thấy họ tội nghiệp quá nên nhận họ vô làm và cho họ tá túc. Con tính vậy thì cũng phải, ở bên đó thì cũng tiện. Nè, coi cơm nước ăn uống nghỉ ngơi cho nó khỏe ha. Dạ. Cha ơi, sư huynh Bảo Ân đi đâu rồi, sao con không thấy? Nó đi giao hàng rồi. Cái thằng nó siêng năng lắm đó con. Cha biểu để mai nó đi giao hàng rồi mà nó không chịu. Nó nói là phải giao ngay đêm nay, để mà sáng mai ta đóng hàng sớm người ta giao. Dạ. Ca ca từ trước tới giờ là vậy mà, anh siêng năng lắm. Ân Nhân. Ừ. Đúng là Ân Nhân rồi. Cô nương là... tôi nhớ ra rồi. Hôm nay trông cô khác lắm. Tỷ nữ có ý tìm gặp Ân Nhân từ hôm đó tới giờ. Vậy sao? À, tôi quên nữa, tôi còn nợ cô chiếc khăn tay. À, không dám. Tỷ nữ chỉ muốn gửi lời đa tạ. Tới quý danh cũng chưa kịp hỏi, thật là đáng trách. Như vậy là cô cũng đã ổn định rồi, tôi mừng cho cô. Dạ. Cũng may tiện nữ gặp toàn người tốt như Ân Nhân đây. Cứ gọi tôi là Bảo Ân được rồi, không cần phải khách sáo. À, Quyền Trân nè. Quyền Trân nè. Dạ. Ta thấy hoàn cảnh của cô cũng cơ cực lắm. Nếu như có việc gì khó khăn, cứ việc nói với ta một tiếng. Dù gì thì ở đây cô cũng không còn ai để nhờ cậy hết. Có gì thì cứ nói với ta. Dạ, tiện nữ biết rồi. Tới giờ rồi, chắc tôi phải về. Tôi chào huynh. Nếu có dịp ta sẽ đến gặp muội và tiểu đệ, hay là ngày mai ta sẽ hẹn gặp muội ở tại chỗ này, có được không? Dạ. Tỷ nè, xong đợt hàng này là mình khỏe rồi ha. Ừ. Tỷ nè. Ừ. Tỷ có hôn phu chưa? Sao tự nhiên hôm nay muội lại hỏi vậy? Vì muội nghĩ tỷ giỏi giang xinh đẹp như vậy thì có biết bao nhiêu người muốn cầu thân chứ, như là mấy ông khách hôm nọ đó. Ừ, thì cũng có, nhưng mà tỷ không thích họ. Vậy
là tỷ có người trong mộng rồi đúng không? Ừ, người đó đang ở sát bên tỷ đây. Chứ mộng gì? Vậy sao? Vậy sao còn không mau mau cho người ta uống rượu mừng nữa? Ừ, thôi, tỷ là con gái mà. Mấy chuyện đó để cho người ta quyết định đi. Chàng nào mà chậm chạp dữ vậy? Tỷ của em vừa đẹp vừa giỏi giang như vậy mà không chịu nhanh nhanh cái tay lên. Thôi, không nói chuyện của tỷ nữa. Còn muội thì sao? Muội hả? Muội cũng có một người để mơ mộng, nhưng không biết ý người ta như thế nào đâu. Nè, vậy gặp nhau trong trường hợp nào vậy? Nói tỉ nghe đi. Lúc muội cùng Minh Kha lang thang thì gặp phải kẻ xấu. Cũng may là nhờ có người đó vạch trần chân tướng kẻ xấu cho nên muội mới thoát nạn. Vậy là anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Rồi sao nữa? Sau đó thì có gặp lại, nhưng chỉ có một mình muội tơ tưởng thôi. Người ta không có ý gì hết. Chắc là chàng trai đó tuấn tú phong nhã lắm đúng không? Chàng hả? Chàng có một gương mặt thật là hiền và một giọng nói thiệt là thanh tao. Chàng đúng là một người tốt đó. Nghe tỷ dặn nè, lần sau nếu mà có gặp mặt á, muội cứ nói thẳng tâm tư của mình cho chàng hiểu đi. Người tốt như vậy không có được để lỡ. Rủi cô nào chợp lấy thì uổng lắm đó. Thôi, muội ngại lắm. Con gái ai lại đi tỏ tình trước chứ. Mình muốn đến thăm nơi mà muội đang trú ngụ có được không? Không tiện đâu. Đó là nơi muội làm việc đông người lắm. Có sao đâu, chẳng lẽ muội không có quyền quen biết một ai đó hả? Cứ từ từ đã, muội ngại lắm. Còn huynh thì sao? Như ta cũng đã nói với muội, hoàn cảnh hai ta khá giống nhau. Có lẽ vì vậy mà khi ta gặp muội, tự nhiên ta lại thấy như có một mối tương quan nào đó rất sâu sắc. Huynh mồ côi từ nhỏ, bá phụ là người đã nuôi dưỡng huynh, yêu thương, coi huynh như là con ruột của mình. Ngoài ra, huynh cũng có một tiểu muội là ái nữ của bá phụ, và hai người này chính là gia đình của huynh. Huynh thật là may mắn. Nhưng mà huynh lại nghĩ khác. Huynh lại nghĩ người mà gắn bó với huynh suốt cuộc đời này, đó chính là muội. Quyền Trân, đây là những lời nói thật lòng của ta đó. Đạo giám mơ chuyện cao xa như vậy. Sư huynh, sao qua đây sớm mà không báo cho muội biết trước vậy? Cha nói là hôm nay muội bị ho, cho nên là huynh chưng lá tần mang qua cho muội uống. Sao muội không biết chăm sóc bản thân mình gì hết vậy? Cảm ơn huynh nhiều nha, huynh làm muội cảm động quá. Còn bày đặt ơn nghĩa gì nữa, mau uống cho hết nha. Dạ. Huynh có nghe cha nói là muội cưu mang một cô gái và có thu nhận gì làm thợ hả? Dạ đúng rồi, để chút xíu muội giới thiệu với huynh nha. Quyền Trân, lại đây. Dạ. Sư huynh, đây là Quyền Trân, thợ mới của xưởng mình đó. Quyền Trân, còn đây là Bảo Ân, sư huynh của tỷ đó, người mà tỷ vẫn thường hay nhắc tới đó.
Huyền Trân à, xin muội hãy hiểu cho huynh, lòng huynh đối với Thanh Hòa chỉ là tình huynh muội mà thôi. Trong lòng huynh lúc nào cũng coi em ấy như là em gái cả. Nhưng mà tỷ ấy không nghĩ như vậy. Tỷ tỷ đang chờ huynh mở lời đó. Mở lời gì chứ? Huynh là người trong mộng của tỷ. Mà muội thấy tình huynh dành cho tỷ cũng không nhỏ đâu. Hai người còn chờ gì nữa cho mất công. Thực ra huynh đã có cảm giác rất lạ ngay từ lần đầu tiên gặp muội. Huyền Trân à, người mà huynh thực sự rung động đó chính là... Huynh đừng nói nữa. Tỷ tỷ là ân nhân của muội, muội là người đến sau. Muội thấy chúng ta không nên gặp riêng nhau như vậy hoài nữa. Hôm nay là lần gặp cuối. Muội chào huynh, chúc hai người hạnh phúc. Huyền Trân, Huyền Trân. Sao Bảo Ân, ý cha tính nãy giờ như vậy á, con thấy sao? Gia đình mình á, tuy không còn ai, nhưng mà cũng phải bày biện cho nó đủ lễ nghi chứ. Cha sẽ mời bà con chòm sớm, rồi bằng hữu hai bên, tính ra cũng phải hơn 10 mâm đúng không con gái? Dạ, đúng rồi cha. Con thấy được không Bảo Ân? Bảo Ân! Dạ. Dạ bác phụ nói sao à? Bảo Ân. Dạ được, con đồng ý. Chàng sao vậy Bảo Ân? Không sao cả. Mà sao cũng được mà. Chàng có chuyện gì không vui hả? Không sao. Dạ thưa bác phụ, nếu có chuyện gì bác phụ cứ bàn bạc với Thanh Hòa đi. Con thấy hơi nhức đầu, con xin cứu. Bảo Ân nó bị sao vậy con? Con cũng không biết nữa. Nhưng mà cha, cha đã coi ngày chưa? Vậy là trong tháng này luôn phải không cha? Càng sớm càng tốt, xong xuôi hết mọi chuyện cho an tâm. Giờ lành tới là phải chuẩn bị ngay.
Huỳnh Trân à, hãy ra gặp Huỳnh đi. Huỳnh còn vài lời chưa nói hết với muội. Huỳnh Trân à, muội đừng lo, Huỳnh không làm muội khó xử đâu. Huỳnh chỉ muốn trả lại kỷ vật này cho muội trước khi cử hành hôn lễ thôi. Em muội. Sao? Em của muội, cứu em của muội đi. Kha, 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 phải đi gặp đại phu thôi, em là không kịp đó. Giúp, giúp đỡ cho huynh một tay đi. Cẩn thận đó. Thanh Hòa, Thanh Hòa. Con mời mấy chú nước ạ. Ra cha biểu rồi. Tới giờ này rồi mà thằng Bảo Ân nó đi đâu, nó không có ở trong phòng. Nó có nói với con là nó đi đâu không? Dạ, Quỳnh ấy chỉ nói với con là Quỳnh ấy có việc phải ra ngoài một chút. Quỳnh ấy sẽ về đúng giờ làm lễ. Trời ơi, sao mà lạ vậy? Giờ tốt cha đã coi rồi, quá canh giờ này là không thể làm lễ được đâu. Bây giờ có biết nó đi đâu mà kêu người đi tìm nó đây. Con cũng không biết nữa. Sao giờ này mà chưa thấy Tần Lan nữa ha bà? Sắp nay giờ rồi mà sao Tần Lan rồi. Giờ sao đây ông? Vậy không có tốt đâu. Đúng rồi. Không có tốt hả giờ anh đâu. Trời ơi. Quá giờ anh luôn rồi. Chắc có chuyện gì đâu cơ anh ơi. Chắc có chuyện gì đâu vậy đó. Bà giờ này không thấy tới. Mọi người đừng lo lắng quá. Chắc là có chuyện gì. Trời ơi. Sắp tới giờ thành thân rồi, chắc là mọi người lo lắng cho Huỳnh lắm. Huỳnh đi về nhà đi, để lo làm lễ với chị Thanh Hòa. Huỳnh không thể nào bỏ đi trong lúc này được. Huỳnh muốn ở bên cạnh muội để chăm sóc và đỡ đần. Nhưng còn hôn lễ, tỷ ấy làm sao có thể tha thứ cho Huỳnh được. Âu cũng là số mệnh. Ta với Thanh Hòa đúng là không có duyên. Nhưng mà ta cũng nói thật lòng, ta với nàng mới là một đôi. Từ khi gặp nàng, lòng ta không lúc nào nguôi ngoai về hình bóng của nàng. Ta... Bá Phụng, con biết lỗi. Con đồng ý tiến hành hôn lễ vì để đẹp lòng người và tiểu muội. Hơn nữa, người con gái mà con thật lòng yêu là Huyền Trân đây, lại mang ơn của Thanh muội, cho nên đã khước từ tình cảm của con.
Bù con phải chấp nhận thành hôn. Không ngờ đến phút chót tiểu đệ của nàng đã gặp chuyện, cho nên con đã... Ta không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Ngươi là một tên súc sanh, dám làm lỡ gì con trai của ta. Cha, con gái của cha không cần điều đó. Thanh Hoa, tha lỗi cho huynh. Ta không cần. Bá phụ, con xin bá phụ hãy tác hợp cho con và Quyền Trân ở đây, hãy cho con được quyền định đoạt với ngẫu của con. Ngươi, ngươi, ngươi. Cha, cha ơi. Bá phụ, cha ơi. Bá phụ, bá phụ à. Làm sao vậy cha? Cha ơi. Bá phụ, cha. Bá phụ à. Cha ơi. Bá phụ à. Cha ơi, cha, cha. Bá phụ, tỉnh lại đi cha. Vậy? Tránh ra đi. À. Tránh ra. Các người vừa lòng chưa? Các người đã giết cha tôi rồi. Trời ơi là trời. Tôi căm thù các người. Tôi hận các người. Cha ơi, cha. Sức khỏe của bá phụ sao rồi huynh? Bá phụ đổ bệnh nằm liệt giường. Một mình Thanh Hòa chăm sóc không xuể. Hai ngày qua huynh phải phụ một tay. Hẹn gì mấy bữa nay không thấy tỷ ấy đi theo. Với lại chắc là giận muội lắm, không muốn nhìn mặt muội nữa. Chúng ta ráng cho qua giai đoạn khó khăn này. Đợi bá phụ khỏe lại, huynh sẽ xin rước muội về làm nương tử. Muội cũng không biết phải tính sao nữa. Huynh cũng thật là đáng trách. Tội nghiệp Thanh Hòa quá. Tôi có sao đâu mà tội nghiệp. Thanh muội, sao muội lại ở đây? Bá phụ sao rồi? Thanh Hòa tỷ, muội có lỗi với tỷ quá. Hai người đừng có thái độ đó nữa được không? Bảo ơn huynh, chúng ta không có duyên phu thê thì chúng ta vẫn còn tình huynh muội đúng không? Còn Quyền Trân nữa, muội không có lỗi gì với tỷ hết á, chỉ là số mạng chơi khăm chúng ta thôi. Nhưng mà tỷ cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, duyên số là do trời định, muội và Bảo Ân vẫn là hai người mà tỷ quý mến. Hai người hãy đến với nhau đi. Bảo Ân à, huynh cứ đưa muội ấy về nhà, chúng ta vẫn sẽ là người một nhà. Là lời thật lòng của muội sao? Muội tốt quá, huynh thật lòng chúc phúc cho muội sẽ gặp được một tướng công tốt sau này. Đội ơn tỷ, kiếp này muội mắc nợ tỷ quá nhiều. Nhà có thêm người không phải là chuyện hay hay sao chứ? Trong khi cha đang nằm bệnh một chỗ mà. Đúng rồi, Quyền Trân nè, chúng ta hãy cùng nhau đi về để chăm sóc cho bá phụ có được không? Ừ. Nha. Con quạ này to quá. Trời, nó bị sao vậy? Thôi chết, chắc nó bị gãy cánh nên rơi xuống đây. Hay là mình cứu nó? Ba. Đúng là bị gãy cánh rồi. Ta biết có một loại lá có thể giúp làm liền xương. Ngươi đợi ta ở đây nghe. Wa.
xong rồi đó. Giờ làm sao ta? Bỏ người ở lại đây á, lỡ có chuyện gì thì ngươi chết chắc đó. Hay là bây giờ ta đưa ngươi về nhà, trời vết thương lành lặn rồi, muốn bay đi đâu thì bay, được không? Mà không được nữa, mang ngươi về nhà lỡ Thanh Thị thấy lại mắng ta nhiều chuyện cho coi. Rồi, ta có mang cho ngươi một ít cơm nguội nè, ngươi ăn đỡ nghe. Ta xin được mấy hộp cơm mà đau đầu quá. Ném chút xíu nữa thôi là ta bị phát hiện rồi đó. Qua 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 qua. Hôm nay á, cánh của người đã liền lại rồi nè. Qua 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 qua. Cánh lành lại rồi, ngày mai ngươi bay về rừng của ngươi được rồi đó. Qua qua. Nè, lần sau á phải cẩn thận hơn, đừng có để bị thương nữa, biết chưa? Qua 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 qua. Tỷ sao vậy? Có sao không? Có sao không? Làm phải để ý chứ. Mùi không sao đâu. Coi kìa, ta chảy máu rồi, như vậy làm sao làm được nữa? Mùi phải làm thôi, chứ không làm sẽ không kịp số hàng, tháng sau phải giao rồi. Ủa, Quyền Trân đâu? Dạ. Sao ta không thấy vậy? Hàng thì nhiều, làm không có kịp giao cho người ta. Mà bây giờ chị ấy còn đi mua sắm. Dạo này thấy tính tình thay đổi hẳn ra, thích chân diện xe xua, không có còn chịu khó như hồi trước nữa. Không biết làm đẹp cho ai ngắm nữa. Đàn bà, con gái đẹp là để cho đàn ông ngắm thôi. Nhưng có chồng rồi mà chân diện là hơi bất thường đó nghe. Thôi, lo làm đi mấy tỷ. Quỳnh à, Quỳnh đừng có để tâm mấy lời đó nha. Quyền Trân sao lại bỏ đi chợ về lúc này chứ? Mùi có nói, nhưng mà Quyền Trân nói là công việc cứ từ từ mà làm. Tại mùi ấy có hẹn với lại người ta lựa mấy khúc dễ đẹp, sợ ra trễ thì người ta lại mua mất. Vậy cũng được sao? Mùi thấy Quyền Trân thích mấy khúc dễ đẹp thì đâu có sao đâu. Quỳnh cũng đừng nên hằng học với mùi ấy. Mùi làm tiếp đi nha, nếu mệt thì nghỉ ngơi nha. Quỳnh đi đây. Đi đâu về vậy? À, em đi chợ. Chàng coi mấy khúc giải này nè.
màu nền nã và đẹp quá đúng không? Chính tay em lựa hết đó. Chàng coi đi. Ta không mang đến chuyện này. Nàng xem lại mình đi. Đừng để thị phi như vậy. Tỷ bị kim đâm vô tay thôi. Tỷ, Bảo Ân tới xưởng có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại nói với mụ những lời hằng học khó nghe quá vậy? Chắc là sư huynh đang mệt đó mà. Tay của tỷ có sao không? Không, không sao đâu. Nè, em nghe lời tỷ ra chợ mua mấy khúc vải với mấy cây trăm nè. Tỷ coi thử có vừa ý không? Đẹp quá ha. Nè, đủ rồi nha. Sau này làm ơn nhớ giao hàng sớm sớm cho ta nghe. Dạ, cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã chiếu cố. Đây, cây trăm này á là hàng thượng hạng, rất quý hiếm. Ta mua từ Quý Quốc. Em cầm đi, tặng em đó. Tôi không nhận đâu. Cảm ơn ông nhiều. Cứ nhận đi cho ta vui. Người đẹp vậy á mà làm lụng chi cho cực khổ vậy? Hay là em làm vợ bé ta đi, sẽ được sung sướng tấm thân. Ông nói vậy không sợ bố mẹ vợ của ông làm phiền tới tôi hả? Thôi mà, tôi chỉ muốn an phận thủ thường thôi. Bốn bà vợ ở nhà toàn là đồ ăn hại, đẻ toàn là dịch trời, cả bậy, thấy chán lắm. Ta đang tìm kiếm một đứa con trai để nối dõi. Nếu em ưng thuận, em muốn gì sẽ được nấy, ha? Em đồng ý nha, làm vợ bé ta nha. Thôi, cái trăm này tôi xin phép ông tôi nhận. Bây giờ tôi xin phép tôi về trước, cảm ơn ông. Ngồi đây. Em đẹp quá. Quyền Trân. Tỷ. Sao giờ này em còn làm nữa? Nghỉ tay một chút đi. Còn một chút thôi, gần xong rồi. Quyền Trân nè, hồi nãy tỷ có đi chợ, sẵn ghé ngang mua một cây trăm để tặng cho muội nè. Cây trăm đẹp quá. Sao tỷ không giữ lại mà dùng? Muội á cực khổ bữa giờ, công việc cũng nhiều lắm rồi, muội cần phải được thưởng khích lệ, cho nên tỷ mua tặng muội, muội cứ nhận đi, đừng có ngại ngùng nữa mà. Cài thử lên tóc cho tỷ xem nào. Đẹp quá, rất là hợp với muội. Muội cảm ơn tỷ. Sao lúc này nàng có vẻ thích chân diện quá vậy? Đâu có đâu. Trăm này là do Thanh Hoàng tỷ tặng cho đó. Thôi, không nói chuyện này nữa, đi ngủ thôi.
vô lo xuống. Đâu có sao đâu, Mùi lo được mà. À, có chuyện này là muốn hỏi Mùi. Có phải Mùi mua cây trâm tặng cho Quyền Trân đúng không? Cây trâm? Cây trâm nào? Mùi đâu có tặng gì đâu. Ủa? À, có phải là cây trâm màu đỏ mà Quyền Trân mới cài đúng không? Đúng rồi, nàng ấy nói như vậy đó. Huynh à, thật ra có chuyện này không biết là Mùi có nên nói cho Huynh biết hay không nữa. Sao vậy Mùi? Nhưng mà Huynh phải hứa với Mùi là sau khi Mùi nói xong thì Huynh đừng nói lại với Quyền Trân nha. Nếu không Mùi bị mang tiếng là lắm chuyện đó. Được, Huynh hứa, Mùi cứ nói đi. Thật ra cây trâm đó là của một người đàn ông. Ông ta tặng cho Quyền Trân. Ông ta có vẻ thích Mùi ấy. Mỗi khi Mùi ấy đi giao hàng, ông ta còn buông lời giễu cợt nữa. Nhưng mà Mùi đã khuyên Quyền Trân một lần rồi mà Mùi ấy không nghe Mùi. Nhận của người ta như vậy là mang ơn rồi. Sau này kìa, Quynh, Quynh. Kìa tỷ, tỷ sao vậy? Tỷ có sao không? Tỷ, tỷ có sao vậy? Tự nhiên tỷ thấy choáng váng quá. Quyền Trân. Dạ. Em đi giao hàng thay tỷ được không? Muội hả? Nếu đến trễ là ông Lý sẽ giận đó. Nếu muội không đi thì tỷ đi cũng được. Tỷ, tỷ. Thôi được rồi, để Mùi đi cho. Mùi đến quán trọ gặp ông Lý nha. Dạ. Các Mùi ở lại lo cho tỷ nha. Dạ. 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 Mùi đi nghe. Khổ thân Mùi. Dạ. Sao rồi? Thấy trong người có khỏe không sao chưa? Đâu. Ủa, kỳ vậy? Sao? Sư huynh Bảo Ân, sư huynh, sư huynh, sư huynh Bảo Ân, có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì vậy? Huynh đi theo Muội. Nhưng mà là chuyện gì? Cứ đi theo Muội. Ta sẽ tới thường xuyên. Nhớ đó, thiếp lúc nào cũng đợi chàng hết. Nhưng mà nàng á phải phục vụ ta cho đàng hoàng đó nha. Dạ. Công tử đi đường cẩn thận nha. Để chút nhiều công tử đi một đoạn nữa nha. Cẩn thận công tử. Được rồi. Tại sao Quyền Trân lại đến chỗ này chứ? Chuyện này chắc Quynh phải hỏi Quyền Trân mới rõ. Quán trọ là nơi hò hẹn của nam nữ, Quynh biết mà. Mùi đây, Mùi còn không tin. Thật là tác đấy. Bảo Ân. Đi ra. Cô là Thanh Hòa tỷ bị bệnh, cho nên nhờ tôi hôm nay đến giao hàng. Ông kiểm tra hàng đi rồi trả tiền cho tôi để tôi đi về. Nè, ông làm cái gì vậy? Có gì đâu mà cô em gấp chứ. Ta không ngờ cô Thanh Hòa lại có cô em gái đẹp như thế này. Chà, cây trăm em cài đẹp quá.
Nếu như em đồng ý, ta sẽ mua thật nhiều để tặng cho em. Con ra. Chịu ta đi. Con ra. Chịu ta đi. Đồ lăn lên. Bảo ơn. Bảo ơn. Quỳnh Trân, bây giờ bộ có nói gì thì Quỳnh ấy cũng không hả giận đâu. Để từ từ sau này rồi mình khuyên nhủ Quỳnh ấy. Bảo ơn. Chắc là Quynh ấy lại đi uống rượu một mình rồi. Cũng tội cho Quynh ấy. Chứng kiến vợ mình bước vào quán trọ và đang tay trong tay với một người đàn ông khác, biểu sao mà không giận được chứ. Nhưng mà sự thật đâu phải là như vậy. Muội muốn giải mày, nhưng mà Quynh ấy bỏ đi đâu mất dạng hả? Lời nói của muội bây giờ thì liệu Quynh ấy có còn tin nổi hay không? Cho dù Quynh ấy không tin, muội vẫn sẽ cứ nói. Tỷ, tỷ biết sự thật mà. Hay là tỷ đi nói với muội đi nha. Ít ra muội vẫn còn có tỷ làm chứng cho muội trong chuyện này mà. Muội muốn tỷ nói sao đây? Thì tỷ cứ nói hết sự thật ra là được. Muội à, tỷ không thể thấy mà không nói được. Không thể nào để Quynh ấy bị cắm sừng mà ngoảnh mặt làm ngơ được. Tỷ xin lỗi muội, ngàn lần xin lỗi muội. Tỷ nói cái gì vậy? Những gì mình làm, mình cần phải có trách nhiệm. Tỷ có lỗi với muội, tỷ không thể nào nói với Quynh ấy như vậy được. Tỷ à, tỷ bình tĩnh lại đi. Muội à, tỷ. Máu hả? Muội dám là... Muội làm cái gì vậy? Tỉnh ra! Thanh Hòa, muội có sao không vậy? Thanh Hòa, muội không sao. Cô thật quá đáng mà. Muội, muội có sao không vậy? Muội không hiểu gì hết. Chuyện gì vậy? Tỷ nói cái gì vậy? Muội đau quá. Không sao. Muội vừa phải thôi nha. Muội thật quá đáng. Đi vô. Muội,
Bảo Ân, Quynh đi thật sao? Quynh nghĩ là Quynh buộc phải đi xa một thời gian để tốt cho Quynh và tốt cho muội ấy. Mà Quynh đi đâu chứ? Muội lo lắng cho Quynh lắm. Quynh không sao đâu. Quynh tạm thời tránh mặt một thời gian. Khi nào Quynh nguôi ngoai, Quynh sẽ quay về mà. Nhưng mà Quynh định là không gặp mặt Quyền Trân trước khi đi hả? Quynh không muốn nhắc tới tên người đó nữa. Quynh thật là một kẻ mù dữ ban ngày, mới chọn cô ta về làm vợ. Quynh không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Chính vì vậy Quynh muốn đi xa để hỏi lòng mình lại có thể tha thứ được hay không. Bảo Ân, Quynh đi muội sẽ nhớ Quynh lắm. Quynh hãy bảo trọng nha. Mong là Quynh sẽ quay về sớm. Quynh đi đây. Bảo Ân, Bảo Ân, tỷ, muội vừa nghe tin của anh Bảo Ân. Quynh ấy đâu rồi? Quynh ấy đã lên đường rồi. Quynh ấy đi đâu? Sao Quynh ấy không nói với muội một tiếng? Quynh ấy muốn tránh mặt cô nên đã bỏ đi rồi. Sao lại tránh mặt muội? Quynh ấy phải cho muội một lời giải thích chứ. Có phải tại tỷ, tỷ đã nói gì với Quynh ấy đúng không? Tại sao tỷ lại đối xử với muội như vậy? Cái gì? Ai đối xử với ai? Ai đã cưu mang hai chị em cô, cho cái nghề, cho chỗ ở, để rồi đổi lại tôi được cái gì chứ? Cô đã dùng nhan sắc mê hoặc Bảo Ân và cướp Quynh ấy trên tay của tôi. Vậy mà cô muốn tôi phải đối xử với cô tử tế đàng hoàng hả? Hả? Thành Hòa tỷ, sao tỷ có thể nói với muội những lời cay độc đó? Muội biết là muội đã làm cho tỷ buồn. Nhưng mà duyên nợ là do trời định, không ai cướp đoạt của ai hết. Muội không nghĩ là tỷ có thể đem lòng thù hận cho tới bây giờ. Chứ nếu cô là tôi, cô sẽ làm như thế nào đây? Hai tay đem dâng người yêu cho người khác mà miệng vẫn phải nói cảm ơn hay sao chứ? Hay là cô muốn tôi phải giả cười giả vui và sống để nhìn hai người ngày ngày hạnh phúc bên nhau, đúng không hả? Tôi không phải là thánh nhân, càng không thể nào nhìn những cái điều đó trước mặt tôi hàng ngày được. Những gì cô nhận lấy hôm nay chính là nhân quả mà cô đã gây ra trước đó. Nếu tôi mà không được hạnh phúc thì cô cũng đừng hòng được hạnh phúc. Bây giờ thì tôi đã hiểu ra rồi. Tất cả là do tỷ đã sắp đặt hãm hại tôi. Không ngờ tỷ lại có thể nuôi lòng thù hận để bày kế chia rẽ hai chúng tôi. Tôi sẽ đi tìm Bảo Ân, nói rõ hết tâm địa của tỷ. Nè, cô đứng lại. Bảo Ân sẽ không bao giờ tin một người đàn bà lăng loài như cô đâu. Cô có nói cạn lời cũng không thay đổi được gì đâu, nghe chưa? Bây giờ Bảo Ân đi rồi thì cô cũng nên đi đi. Cô buộc phải đi ra khỏi nơi này. Ngôi nhà này không phải là nhà của cô. Bảo Ân không phải là chồng của cô. Và nơi đây không thuộc về cô. Đi đi. Nè, đừng có ở đó mà nằm dạ nữa. Ngồi dậy. Không ai thương hại cô nữa đâu. Mau ngồi dậy và cuốn gói đi đi. Đi. Quyền Trân,
ý đâu. Tỷ không có ý giết muội đâu. Thật tình là thầy muốn ép tỷ thôi. Nguyện Trân ơi, muội đừng có về. Muội đừng có về bao quán tỷ. Thay đầu thai kiếp khác, muội sẽ hạnh phúc hơn. Tỷ hứa là muội sẽ hạnh phúc hơn. Nguyện Trân ơi, tha cho tỷ đi. Nguyện Trân. Hiền quá, ân nhân đã sống lại rồi. Ta đang ở đâu đây? Cơ thể ta, cơ thể ta. Quả đen, có phải là... Chính là ta. Ta đã được ân nhân cứu sống ngày nào. Tại sao ta lại... Ta chết rồi phải không? Ta đầu thai làm quả đen sao? Sao ta lại nghe được tiếng chim? Ta vốn không phải là quả đen bình thường. Công lao tu luyện hàng trăm năm mới sắp sửa thành người. Nhưng do phải nhường một nửa trái tim cho ân nhân để cứu mạng người, nên tạm thời ta phải chịu lốt nửa người, nửa quả. Là sao? Là sao? Tại sao ta lại quá kiếp thành quả đen? Ta không hiểu, tại sao? Ân nhân bị người đàn bà đó sát hại, đã tắt thở. Do tình thế quá cấp bách, cần phải giữ mạng sống cho ân nhân, nên ta phải móc tim mình, xẻ đôi một nửa cho ân nhân. Thành thử, ân nhân bây giờ cũng phải chịu lốt nửa người nửa quả như ta. Trời ơi, ta phải chịu kiếp họa này suốt đời hay sao? Ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà gặp phu quân của ta. Ta muốn về nhà. Họa, ta muốn được về nhà. Sẽ có cách. Ân nhân cứ yên tâm. Uống, uống. Uống, uống, uống. Uống, uống. Mời anh. Ừ. Ừ. Ăn chứ. Ăn này đó. Thôi, tí nữa tôi còn ra đồng nữa. Tại sao? Tại sao là như vậy chứ? Tại sao? Bảo Ân. Thôi mà, huynh đừng uống nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu. Tại sao? Tại sao vậy chứ? Huynh à, đàn bà rất hay siêu lòng, nhẹ dạ trước những lời đường mật. Huynh biết như vậy, sao huynh cứ đi miết? Vợ trẻ đẹp không chịu quan tâm. Đồ thứ đàn bà rất nết lăng loạn. Ta không cần. Thôi mà Bảo Ân, biết vậy nhưng anh cũng không nên tự hủy hoại đời mình như vậy chứ. Đừng buồn nữa. Rồi đây sẽ có người con gái khác xứng đáng như huynh mà. Ai? Ta không còn tin vào một nữ nhân nào hết. Đến Nguyệt Trân mà cũng phụ bạc, bỏ đi không nói một lời. Nguyệt Trân, ta hận nàng. Nguyệt Trân à, mau về đây. Nguyệt Trân à, huynh sai quá rồi. Nguyệt Trân à, để huynh về nha. Ta hận nàng. Ta hận nàng. Nguyệt Trân.
Đang bỏ ra đi. Ăn đây ta đi. Quyền trơn. Giờ nàng lại làm như vậy với ta chứ. Tránh ra. Bỏ ta ra. Người làm gì vậy? Bảo ơn. Quả đi. Chuyện này là sao? Ta bị hoa mắt rồi. Tại sao ta lại thấy bóng dáng của Quyền Trân trong con quả đen này chứ? Ân Nhân, còn không mau lên tiếng để trấn an phu quân của mình đi. Bảo Ân, là thiếp đây. Chàng không nhận ra thiếp sao? Trời ơi, ma quỷ, chim nói tiếng người, cứu tôi với, cứu tôi với. Thiếp là Quyền Trân, là hiện thê của chàng đây mà. Chàng ta hốt hoảng cũng phải. Ân Nhân, hãy mau chứng minh mình là Quyền Trân đi. Không, Quyền Trân đã phụ bạc bỏ ta đi rồi. Còn Quyền Trân nào hiện thân ở đây chứ? Nhưng đây đúng là giọng nói của vợ ta mà. Phu quân, thiếp bị người ta hãm hại cho nên mới ra nông nỗi này. Sống được kiếp nửa người nửa thu đã là may mắn. Nếu chàng chưa tin, thiếp xin đưa ra kỷ vật này, thứ mà chàng đã trao cho thiếp trước khi chàng đi xa. Chàng hẹn với thiếp sau hai mùa trăng sẽ về, chúng ta sẽ cất nhà ra riêng. Chàng có nhớ không? Đúng rồi, đây là cây trâm ạ. Là cái vật ta trao cho nàng. Sao lại ở đây chứ? Vì đây chính là hiền thê của ngươi chứ sao? Không thể nào có chuyện kỳ lạ như vậy được. Ân Nhân, hãy mau kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chàng ta nghe đi. Em nghe lời tỷ ra chợ mua mấy khúc vải với mấy cây trâm nè. Quyền Trân. Dạ. Em đi giao hàng thay tỷ được không? Mũi hả? Quyền Trân nè, hồi nãy tỷ có đi chợ, sẵn ghé ngang mua một cây trâm để tặng cho mũi nè. Không ra. Chịu thang đi. Đồ lăn lên. Quyền Trân, bây giờ mụi có nói gì thì huynh ấy cũng không hả giận đâu. Ngôi nhà này không phải là nhà của cô. Bảo Ân không phải là chồng của cô. Giờ đến đây không thuộc về cô. Đi đi. Quyền Trân, ta đã hiểu hết rồi. Cực thân chỗ nàng quá, ta phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm với nàng đấy. Thần Điếu à, hay là ngài hãy hóa kiếp cho tôi thành chim để tôi được ở bên cạnh nàng đi. Không được, một mình thiếp cam chịu là được rồi. Không, ta phải trả lại sự trong sạch cho nàng. Không thể nào để nàng mang tiếng nhơ nhuốc cả đời này được. Ta phải trừng trị kẻ đã ám hại nàng. Vô ích thôi chàng à. Thật ra là vẫn có cách. Bảo Ân, nếu ngươi quyết tâm như vậy thì hãy làm theo lời ta nói. Bảo Ân. Lạy trời, Quynh đã về rồi. Mùi đang lo cuốn cuồng, không biết là tìm Quynh ở đâu nữa. À, có phải là con quạ đó đã nhầm Quynh với một con mồi khác, chúng thả Quynh ngoài đồng hả? Quynh có bị thương ở đâu không? Vô đây đi, để mùi coi ta cho. Ta không sao, khỏi đi. Không sao là tốt quá rồi.
đúng là ý trời ha. Huynh hãy uống miếng nước đi. Uống miếng nước rồi à, ra sao muội sẽ nấu nước để cho huynh tắm, tẩy trần hết, tống tiễn tà ma xui xẻo đi, rồi sau đó chúng ta thành thân. Tại sao lại phải vội vàng quá vậy? Ta phải đi tìm Nguyên Trân trước cái đã. Mà huynh à, muội ấy đã tư tình rồi bỏ đi, làm sao huynh biết đâu mà tìm. Bỏ đi? Nàng ấy đi theo ai mà tư trang áo sống vẫn còn nguyên? Chẳng phải hiền thê của ta bị mất tích một cách bí ẩn hay sao? Hả? Huynh nói cái gì vậy? Mà không hiểu gì hết. Ta thật không ngờ con người của muội lại hiểm độc như vậy, xuống tay hại chết Nguyên Trân, đổ tội nhơ nhú cho nàng ấy và biến ta thành một kẻ thất phu ngu xuẩn. Nghe thôi lời xúc xỉm của muội, muội đã trở thành một người đáng sợ từ khi nào vậy hả? Huynh, huynh à, sao hôm nay huynh lại nặng lời với muội như vậy chứ? Muội đâu có tội tình gì, muội đã cưu mang nó, đã tác hợp hai người đến với nhau rồi, bây giờ huynh còn đổ tội cho muội nữa. Huynh hãy sám hối tội lỗi của mình đi, hãy ăn năn cầu xin sự tha thứ. Muội đừng giữ thái độ gian ngoa như vậy. Nhưng chứng cứ đâu mà huynh đổ tội cho muội chứ? Huynh bị điên rồi hả? Ở hiền gặp lành, hiền thê của ta đã được quả thần cứu mạng. Hai con quả xà xuống mang ta đi, họ chính là Quyền Trân và quả thần, nào có biết không? Quan đường, chuyện này không thể nào xảy ra. Huynh bị đạt giỏi quá. Muội có cần ta nói rõ là muội đã tính kéo sát Quyền Trân định quăng xuống sông đúng không? Nhảm nhí, nhớ giỡn, làm gì có chuyện đó. Được, ta sẽ đi tìm viên ngọc Hoàng Nguyên. Có viên ngọc này, Quyền Trân sẽ trở lại thành người và sẽ chỉ thẳng kẻ đã hãm hại nàng ấy. Bảo Ân, Bảo Ân, Bảo Ân nghe muội giải thích nè. Ngọc Hoàng Nguyên, Ngọc Hoàng Nguyên ở đâu? Lẽ nào trên đời này có một viên Ngọc Hoàng Nguyên thật sao? Nữ nhân từ đâu tới, muốn cầu cạnh điều gì? Đúng là đạo sĩ rồi, hèn gì thiên hạ đồn ngài có viên ngọc Hoàng Nguyên, có thể biến hóa người thành thú, thú thành người, trăm lại ngàn lại đạo sĩ, còn được người ta chỉ tới đây để xin thỉnh viên ngọc Hoàng Nguyên. Không mấy ai trên đời này biết được viên ngọc quý này. Vì sao ngươi cần nó? Dạ, dạ con, dạ con có người thân bị quá thú, muốn trở lại kiếp người. Nghe nói chỉ có viên ngọc Hoàng Nguyên mới có thể cứu được. Thì ra ngươi có lòng tốt muốn cứu người như vậy sao? Dạ. Giá trị viên ngọc này là vô kể, ngươi mua nổi không? Dạ, dạ con đã bán hết gia sản gom được chừng này, mong đạo sĩ nhận cho. Thôi được, ta thấy ngươi cũng có thành ý, ta đồng ý tặng cho. Dạ, đội ơn đạo sĩ. Nhưng mà ta dặn rõ, đúng giờ ngọ ngươi cầm viên ngọc này và gọi tên người đó thì họ sẽ trở lại làm người. Bằng ngược lại, nếu lúc đó ngươi mà lỡ tay làm dở nó đi thì đời đời kiếp kiếp người đó sẽ mãi mãi trong lốt thú mà chết dần chết mòn. Dạ con nhớ rồi, thưa đạo sĩ. Dạ đội ơn đạo sĩ, đội ơn đạo sĩ. Gần đến giờ ngọ rồi,
ta sẽ đập nát nó. Quyền Trân, là chính người ép ta hành xử như vậy. Hạnh phúc lẽ ra là của ta mà ngươi lại chiếm đoạt. Ta sẽ đập nát nó. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Chính tôi đã giết hại Huyền Trân. Tôi không cố ý đâu, nhưng tôi căm thù nó vì nó đã cướp bảo ân của tôi. Nó đáng chết, nó phải chết đi thì tôi mới đòi lại bảo ân được. Nó phải đời đời kiếp kiếp làm công dân. Nó đừng quay lại đây nữa. Tôi căm thù nó, tôi hận nó. Đời đời kiếp kiếp nó sẽ không bao giờ trở lại thành con người nữa. Tôi sẽ đập nát viên ngọc này, đập nát nó. Chết đi. Đây là viên ngọc chân thiệt. Người cầm nó không nói dối được và sẽ thú nhận tất cả tội lỗi mà mình đã gây ra. Ông đạo sĩ, đúng là ông rồi. Viên ngọc gì mà kỳ lạ vậy? Sao tôi đập hoài mà đập không được? Ông đập nó đi, đập nát nó đi. Đừng cho con Huyền Trân trở lại làm người. Đập nát nó đi, đập nát đi. Đây mới là ngọc hoàng quý. Viên ngọc quý có 102 trên đời này. Ân nhân sẽ trở lại lốt người và sẽ thực sự hồi sinh. Nếu nhận được hơi ấm từ lòng yêu thương chân thật của ai đó. Mày Trân à, không. Nàng hãy uống đi. Không. Nhanh lên đi mà. Không được cho nó uống. Không. Không được cho nó uống mà. Không được cho nó uống. Không được cho nó sống lại. Không. 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 Mày Trân. Mày Trân à. Mày Trân. Mày có sao không vậy? Mày Trân. Quyền Trân, nàng đã có sao không vậy? Quyền Trân, Quyền Trân, Quyền Trân, Quyền Trân à, Quyền Trân. Quyền Trân, Quyền Trân, Quyền Trân, Quyền Trân à, Quyền Trân. Quyền Trân, Quyền Trân, Quyền Trân, Quyền Trân à, Quyền Trân, nàng tỉnh lại rồi, nàng tỉnh lại rồi hả? Bảo Ân, ta đây. Bảo Ân, ta đây. Vì đạo sĩ này đã cứu nàng đó. Ơn sâu như biệt, con xin tạ ơn. Tiện nữ được cải tử hoàn sinh là nhờ ngài. Kiếp nạn qua rồi, hãy sống bên nhau đời đời kiếp kiếp. Ta đi đây. Đạo sĩ đi đâu rồi? Đạo sĩ ơi, ông đi đâu vậy? Cho tôi đi với. Trả viên ngọc lại cho tôi. Tôi phải đập nát nó. Trả lại đây. Không có được để con Huyền Trân nó sống lại. Không có được. Tỷ, tỷ tỉnh lại đi tỷ tỷ. Tôi phải có cái viên ngọc đó. Tôi phải đập nát nó. Đập nát nó. Đập nát nó thì con Huyền Trân mới không trở lại làm người. Đập nát nó. Tỷ tỷ, tôi phải đập nát nó. Tôi phải giết chết nó. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho Thanh Hòa cho đến khi nào nàng ấy bình phục hẳn. Nàng thấy sao? Lòng chàng cũng là ý của Thiếp. Tôi phải giết nó. Thanh Hòa tỷ, căm thù nó. Dù gì chúng ta cũng là người chung một nhà. Nó ở lại nhà tôi đâu. Nó phải chết. Đừng mang trong lòng sự thù hận nữa. Nó phải chết. Tại sao vậy?
Lại đây. Không thể nào như vậy được. Tôi phải đòi lại bảo ân của tôi. Tôi phải đòi lại bảo ân của tôi mà. Tôi yêu bảo ân mà. Tôi yêu bảo ân nhiều lắm. Trả bảo ân lại cho tôi đi.